oanh bởi vì tòa thành không có cấm chế sở dĩ vách tường bị hai người tươi sống xô ra hai cái hang lớn giang giật thân thể không có bất kỳ cái gì dừng lại tại y huyết cùng y lực chưa kịp phản ứng trước đó hai tay hóa thành lợi chảo hung hăng bắt bỏ vào hai người trong bụng đem hai người trong bụng minh hạch cho bóp nát a à, hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên bên ngoài y vân gia tộc nhân toàn bộ trợn tròn mắt giang giật quá hung tàn gan to bằng trời thế mà đem bọn hắn ra cầm kiếm đường đường chủ phế đi Hill giang giật móng vuốt thu hồi lại như thiểm điện bắt lấy y lực cùng y huyết cổ để bọn hắn nói chuyện đều nói không nên lời hắn như sách theo hai cái con vịt tả hữu đều cầm lấy y huyết cùng y lực quay đầu về y vân nói ra y vân đi chúng ta hồi trở lại ngươi gia tộc ta phải ngay mặt hỏi một chút phụ thân ngươi tìm hắn phân xử thử tốt y vân bị hù dọa giờ phút này giang giật nói cái gì là làm cái đó nàng theo sát lấy giang giật từng bước một đi ra phía ngoài nhiếp tại giang giật khí thế cùng hắn sách theo y lực cùng y huyết y vân gia tộc nhân một cái cũng không dám công kích chỉ có thể từng bước một hướng ra phía ngoài thối lui có hoàng tộc nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy đi rõ ràng là đem tin tức truyền cho y lục tiểu tử đã động thủ tốc độ kia phải nhanh si hồng thanh âm vang lên tại giang giật trong đầu lập tức đi phía đông tòa thành bên trong đem tàn kiện đem tới tay sau đó hủy đi sở hữu minh thần đại trận đánh giết minh lư chạy ra thiên linh giới tốt giang giật thân thể bay đi nhanh chóng mang theo y huyết cùng y lực nhắm hướng đông bên cạnh tòa thành kia bay đi. Tại giang giật bay ra khỏi thành lâu đài không bao lâu, toàn bộ thiên linh thành vỡ tổ, phía đông một đạo trùng thiên minh khí phun lên giữa không trung, một giọng già nua vang vọng thiên linh thành, y vân, người rất không tệ a à, mang theo cái con hoang trở về, xuất thủ tựu phế đi y huyết cùng y lực, người đây là nghĩ liền bản tỏa cũng cùng một chỗ giết sao. Tàn kiện ngay tại trên người hắn, si hồng đột nhiên truyền âm nói, tiểu tử, xử lý hắn chương 1869, ngươi là nhân tộc. Tàn kiện quả nhiên tại y lục trên thân, giờ phút này y lục bay vụt mà đến, giang giật đương nhiên sẽ không khách khí. Không bằng hắn không có lập tức động sát thủ, mà là các loại chờ y lục xông lại, hắn còn bày ra địch dùng yếu, giả bộ bi vẫn nói ra, y lục đại nhân, ta là bị buộc, ta cùng y vân ngàn dặm xa xôi gấp trở về nhờ cậy ngươi, y huyết cùng y lực lại muốn giết ta ta chỉ có thể bị ép tự vệ. Hừ, y lực chung quanh người đều là hắc vụ, tựa như hắc phân áp đỉnh thoáng cái tựu đã tới giang giật trên không hắn đều không có lộ ra bản thể lạnh giọng nói ra bất luận ngươi lại giảo biệt dám phế đi y huyết ngươi nhất định phải chết suy suy y lục trên người minh khí bao trùm tới thoáng cái bao phủ giang giật một cỗ kinh khủng là sát cơ theo trong khói đen truyền đến giang giật thần thức quét tới nhẹ nhõm tìm được y lục Giấu ở trong khói đen y lục một đôi mắt đột nhiên phát sáng lên hắn quát khẽ ngươi làm sao lại nhân tộc thần thức ngươi đến tột cùng là ai ông Giang giật đem Y Vân thu nhập thiên hàn châu bên trong, thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn vào, hắn quát lớn ta là cha ngươi. Huyền hoàng chi lực điên cuồng vận chuyển, 108 cái khiếu huyệt kích hoạt lên, Giang giật khí thế toàn thịnh, tốc độ đạt đến cực hạn, trong đầu của hắn chữ tiểu truyện ký tự xuất hiện nhanh chóng đem trong thân thể minh khí khu trục, thân thể tựa như tia chớp hướng Y Lục bay đi. Nhân tộc, ngươi là nhân tộc, Y Lục bạo hống, trong tay một cái màu đỏ sậm liêm đao xuất hiện, vạch phá bầu trời đối Giang giật hung hăng bổ tới màu đỏ sậm liêm đao bên trên minh khí cuồn cuộn nồng đậm tới cực điểm liêm đao đao phong bên trên còn có đạo đạo minh hỏa lấp lánh y lục không phải minh vương coi như bình thường minh vương giang giật cũng không sợ y lục thực lực cũng tạm được ngụy đế cấp phía dưới hẳn là có lục ưng vương chiến lực ầm um, thần thức khóa chặt cái kia thanh liêm đao giang giật ngạo nghễ không sợ một quyền đập tới một đạo trầm muộn nổ vang âm thanh liêm đao bị đập bay ra ngoài giang giật nắm đấm không có bị bất luận cái gì thương thế chỉ là có nồng đậm minh khí tiến vào bên trong thân thể của hắn, liềm đao đao phong bên trên minh hỏa càng là nhẹ nhõm bị hỏa linh châu chặn. Giang giật trước đó thân thể đều bị ma hóa, điểm ấy minh khí hắn căn bản chướng mắt. Nắm đấm đánh thẳng một mạch một quyền hung hăng đập trúng y lục ngực, y lục lên tiếng bay rớt ra ngoài, trong miệng máu đen phun ra, ngực xương cốt bị đập gãy mấy cây, nội tạng bị chấn thương. Cái kia thanh liêm đao liền là hỏa long kiếm tàn kiện. Một đời truyền âm vang lên tại giang giật trong đầu, hắn vốn muốn đi truy sát y lục triệt để đem nó chém giết, nghe được si hồng, hắn thần thức hướng hỏa linh châu tìm kiếm, quả nhiên phát hiện hỏa linh châu quang mang lấp lánh không ngớt. Hắn thân thể lập tức chuyển hướng hướng cái kia thanh màu đỏ sậm liêm đao bay đi, liêm đao bị hắn đánh bay, giờ phút này chính hướng bắc mới bay đi. Có chút kỳ quái là liêm đao thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không hề giống còn lại tàn kiện bình thường gặp được hỏa linh châu sau hội kích động hưng phấn, biết rung động kêu khẽ loại hình. Nhân tộc, người lá gan rất lớn a lại dám ẩn núp vào thiên linh giới, nhận lấy cái chết. Giang giật còn không có đuổi kịp liêm đao, mặt phía bắc một luồng khí thức kinh khủng dâng lên, tiếp lấy một đạo to lớn màu đen ảnh tử ngưng hiện, bóng đen kia tựa như một tấm to lớn mặt quỷ, đem thành trì mặt phía bắc bầu trời đều che đậy. Hiu hiu hiu, cùng lúc đó, to lớn thiên linh thành bên trong vô số hoàng tộc bay đầy trời bắn mà ra, toàn bộ đằng đằng sát khí hướng giang giật bay tới, nghe được nhân tộc hai chữ, toàn bộ thiên linh thành đều vỡ tổ, gần như tất cả hoàng tộc cũng bay bắn mà ra, muốn đem giang giật lăng trì. Ông, giang giật không dám khinh thường, cũng không phải là hắn sợ Minh Lưu cùng cái này trăm vạn hoàng tộc. Thiên cương giới khoảng cách cái này không xa, bên kia thế nhưng là có ba cái xếp hạng 10 vị trí đầu Minh Vương, từng cái đều là phong đế cấp chiến lực, như cho bọn hắn truyền tống tới, giang giật cũng không cần chạy trốn, trực tiếp tự sát được rồi. Sở dĩ hắn cần trước tiên, đem liên tiếp thiên cương giới Minh Thần Đại trận hủy đi, Minh Lưu nhóm cường giả tự nhiên cần người đi kéo hắn thiên hàn châu bên trong quang mang sáng rõ, tương thiên phượng quân chủ câu trần vương cùng phượng nghe đều phóng ra, hắn còn đem cuồng hổ không cần hỏi vân băng đao mẫn cuồng chiến bọn người vứt ra, cuồng hổ cùng không cần hỏi là ngụy đế cấp, chiến lực cũng xem là tốt, có thể thêm đánh giết một chút minh giới hoàng tộc luôn luôn tốt. Giết, giang giật bạo giống một tiếng, thiên phượng quân chủ câu trần vương phượng nghe không có chút gì do dự, lập tức phân biệt hướng từ phía tám mới bay bắn đi. Thiên phượng quân chủ tìm tới Minh lưu câu trần vương cùng phượng nghe thì phân biệt hướng bốn phía hoàng tộc cường giả phóng đi ách cuồng hổ không cần hỏi bọn người trợn tròn mắt đao ra ba tỷ muội cùng công dương tiểu thư càng là triệt để được giới các nàng trước kia căn bản không có gặp qua minh giới hoàng tộc bất quá minh giới hoàng tộc trên người minh khí quá nặng đi kia tà ác băng lãnh khí tức quá nồng nặc trọng yếu nhất chính là ngoài thành giờ phút này có đếm không hết minh tộc chính hướng thành nội bay tới còn đứng ngây đó làm gì không muốn chết tựu giết sang giật thân thể hướng phía trước mới bay bắn đi nhìn thấy một đám người đều không nhúc nhích, lập tức giống to. Tại ra trước đó giang giật liền để thiên phượng quân chủ đem tất cả mọi người phong ấn mở ra, mục đích đúng là để bọn hắn ra thêm đánh giết một chút minh giới hoàng tộc. Giết, không cần hỏi phản ứng nhanh nhất, như thế tình huống còn có thể làm sao chỉ có thể trước đánh giết minh tộc lại nói, nếu không sẽ bị minh tộc đại quân nuốt hết, cuối cùng biến thành minh nô. Nhanh giết, vân băng phản ứng cũng rất nhanh, cuồng hổ bọn người rất nhanh kịp phản ứng, giờ phút này cũng không có cách nào chỉ có thể trước hết giết lại nói. Tốt, Giang giật đuổi kịp cái kia thanh màu đỏ sậm liêm đao, may mắn thiên phượng đại đế hấp dẫn Minh Lư lực chú ý, nếu không đoán chừng Minh Lư hội ngăn cản hắn đạt được thanh này liêm đao. Hắn không có thời gian đi để liêm đao cùng hỏa long kiếm dung hợp, ném vào trong không gian giới chỉ, thân thể hướng phương bắc cuồng xạ mà đi. Dầm dầm dầm, thiên phượng đại đế cùng Minh Lư đã khai chiến, rõ ràng thiên về một bên, Minh Lư nhẹ nhõm bị áp chế dù sao phượng tự là phong đế cấp cường giả vẫn là thiên yêu giới đệ nhất cường giả chiến lược biêu hãn đến cực điểm giang giật không có đi để ý tới bầu trời tại hắc vụ bên trong lấp lóe minh lư trên người hắn thiên phượng giáp hiển hiện một đường hướng phương bắc đánh tới mục tiêu là minh lư ở lại tòa thành bên trong minh thần đại trận phanh, phanh 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 vô số minh giới hoàng tộc công kích đánh vào trên người hắn rất nhiều minh giới hoàng tộc cũng chém giết tới giang giật hoàn toàn không sợ bọn hắn công kích thế không thể đỡ một mạch liều chết đi qua nhẹ nhõm sát nhập vào minh lư tòa thành bên trong. Oanh, hắn nâng lên to lớn nắm đấm đối minh thần đại trận hung hăng nện xuống, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, toàn bộ đại trận đều kịch liệt run lên, cũng không có vỡ vụn. Giang giật nắm đấm liên miên không ngừng như mưa rơi tiếp tục nện xuống, cái này minh thần đại trận liên tiếp chính là thiên cương giới, hắn nhất định phải hủy đi. Nhân tộc tiểu tử, người dám, minh lư đã nhận ra dị trạng, bằng lãnh tiếng gầm gừ truyền đến, giang giật không lọt vào mắt tiếp tục công kích, đang đập ra mấy chục quyền về sau, toàn bộ minh thần đại trận ầm vang nổ tung, tòa thành cũng hơi run lên. Tốt, si hồng truyền âm vang lên, đại trận này hủy đi, thời gian ngắn ba cái kia minh vương không cách nào tới. Bất quá ngươi nhiều nhất chỉ có một ngày thời gian, một ngày thời gian ngươi không thể trốn đi hoặc là ẩn núp đi, ngươi liền sẽ bị ba cái minh vương đuổi kịp, tiếp theo đánh giết. Bản tọa là năng lượng thể, coi như xuất thủ cũng không có cách nào mang ngươi thời gian dài chạy trốn, cho nên có thể không thể trốn trở về, còn được xem ngươi vận khí. Một ngày, Giang giật khóe miệng lộ ra một tia đắng chát, một ngày thời gian ngắn như vậy, từ nơi này trở lại thiên hồng giới dùng thiên phượng đại đế tốc độ, ít nhất cũng phải mười mấy ngày đi, đây là không có minh tộc chặn đánh điều kiện tiên quyết. Giết, trong mắt của hắn lộ ra một vòng điên cuồng, giống giận, toàn lực xuất thủ, trong vòng một canh giờ đem thành nội minh tộc toàn bộ đánh giết, chúng ta lại rút lui. Dù sao có một ngày thời gian, cũng không kém cái này một canh giờ, tới minh giới không thu gặt điểm minh tộc, giang giật đều cảm giác xin lỗi cửu dương thiên đế, cùng thiên tinh giới bởi vì minh giới chết đi vạn dân. chương 1870, Đồ Thành, oanh, oanh, minh lư lần lượt bị thiên phượng đại đế đè ép đập xuống, căn bản không có sức hoàn thủ, phong đế cấp cùng ngụy đế cấp thực lực tranh lệch rất lớn, nếu không phải minh giới cường giả liên tục không ngừng hướng thiên phượng đại đế công kích mà đi, giờ phút này minh lư đều có thể bị thiên phượng đại đế giết. Câu Trần Vương cũng cùng mãnh liệt, không cần hỏi cùng cuồng hổ bọn người liều mạng công kích từng mảnh từng mảnh minh giới hoàng tộc bị chém giết đương nhiên muốn nói vô cùng tàn nhẫn nhất có thể coi là giang giật hắn lấy ra cổ cầm thả ra thần âm thiên ký minh tộc đều có linh hồn hoàng tộc càng là cùng nhân tộc không hề khác gì nhau thoáng cái một mảnh đại quân bị tiếng đàn chấn nhiếp giang giật để tiếng đàn định hướng nếu không vân băng các nàng khẳng định đều không động được hắn cũng không dám tới gần vân băng các nàng bởi vì hắn muốn chém giết tận khả năng thêm minh giới hoàng tộc kia thủ đoạn hữu hiệu nhất liền là phóng thích hỏa diễm. Hắn cùng lần trước tại thanh đế phong đồng dạng, phóng đi trong hoàng tộc, trước tiên đem phụ cận minh tộc chấn nhiếp, sau đó nhanh chóng đánh ra hỏa diễm, đem phụ cận một mảnh hoàng tộc đốt xiết. Các loại chờ nơi xa minh tộc sau khi tỉnh lại, lần nữa phóng thích thần âm thiên kỹ chấn nhiếp. Như thế lặp đi lặp lại, hắn chém giết minh giới hoàng tộc hiệu suất phi thường cao, mỗi lần đều có thể đốt xiết gần vạn minh giới hoàng tộc. Hắn một đường đều có thể gặp rất nhiều công kích, có chút hoàng tộc thực lực đạt đến phong vương cấp, nhiều lần đem hắn chấn thương. Nhưng hắn có thần thụ diệp, phối hợp cường hãn nhục thân, kia trên cơ bản có được bất tử chi thân, chỉ cần không phải duy nhất một lần hủy đi hắn nhục thân, vậy liền căn bản giết không chết hắn. Giang giật chưa từng cùng cường đại hoàng tộc dây dưa, thời gian cấp bách, trong lòng của hắn nghĩ đến là tận khả năng chém giết càng nhiều minh giới hoàng tộc minh tộc, mà không phải cùng một hai cái hoàng tộc dây dưa đại chiến không ngớt. Tê, tê cuồng hổ bọn người vây ở cùng một chỗ, một bên toàn lực xuất thủ, một bên dò xét tình huống chung quanh. Các nàng dò xét đến giang giật đồ sát minh tộc tốc độ cùng cái kia cường hãn nhục thân, toàn bộ có chút hít một hơi lãnh khí, vân băng đôi mắt tỏa sáng. Một năm trước, giang giật căn bản không phải ngụy đế cấp đối thủ, vẻn vẹn thời gian một năm xem tình huống hắn đều có thể nhẹ nhõm đối kháng ngụy đế cấp, chỉ ít ngụy đế cấp đã giết không chết hắn. Nhanh như vậy tốc độ tu luyện, để cuồng hổ đều mặc cảm, phải biết giang giật nhưng không có bất luận cái gì tài nguyên cùng bối cảnh, là theo hàn môn quật khởi, theo vạn tượng tiểu giới phi thăng lên tới. Cuồng hồ lại là ngậm lấy chìa khóa vàng ra, vừa ra đời liền là thiên thần, này làm sao có thể so sánh. Chiến một hồi, toàn bộ người đều không thể không bội phục minh giới sĩ khí, giang giật đã đốt giết ít nhất hơn 10 vạn minh giới hoàng tộc, thiên phượng đại đế câu trần vương không cần hỏi phượng nghe cũng chém giết mấy vạn, minh lư đều bị đập đến gần chết, sẽ chết đi. Nhưng minh tộc nhưng căn bản không có thoái ý, không sợ chết xông lại, coi như biết rõ chịu chết cũng không e sợ chiến hừ thiên phượng đại đế nhìn thấy minh lư lại một lần nữa xông lên cũng nổi giận hắn một đôi con mắt màu bạc quang mang lấp lánh một đôi tay biến thành lợi chảo hóa thành một đạo thiểm điện xuất vào minh lư bên người trong khói đen ngạnh kháng minh lư đánh ra một đạo kinh khủng màu đen lưu quang đem minh lư thân thể cào thành mảnh vỡ còn muốn trốn minh lư nhục thân bị hủy diệt linh hồn lại tại một đoàn hắc khí bao phủ bên trong hướng không trung bắn ra thiên phượng đại đế trong mắt lần nữa bắn ra một đạo ngân quang chui vào giữa hắc quang. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, minh lư tiếng hét phẫn nộ vang lên, yêu tộc nhân tộc các người dám đánh giết bản vương, minh nha đại nhân bọn hắn sẽ không bỏ qua các ngươi bản vương đã đưa tin cho bọn họ, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Đến lúc đó nhục thể của các ngươi sẽ vĩnh viễn lưu tại minh giới, linh hồn vĩnh rơi minh nguyên. Hưu, thiên phượng đại đế cưỡng ép lần nữa vận dụng thiên phượng nhất tộc yêu thuật, ngân quang bắn vào trong hắc vụ, Minh Lư lời nói im bặt mà dừng, hắc vụ bị đánh tan, Minh Lư triệt để thần hồn câu diệt. Minh Lư chết một lần, thành nội hoàng tộc có chút luống cuống, bên ngoài tràn vào tới minh tộc cũng luống cuống. Bởi vì Minh Lư là thiên linh giới chi chủ, là thiên linh giới sở hữu hoàng tộc cùng minh tộc chủ tử, chủ tử chết rồi, đám này hoàng tộc cùng minh tộc tự nhiên luống cuống. Minh nha đại người lập tức liền đến, giết đám này nhân tộc cùng yêu tộc, thay Minh Lư đại nhân báo thù. Một hoàng tộc giống to, hoàng tộc cùng minh tộc lần nữa điên cuồng vào tới thiên phượng đại đế như một cái vô kiên bất tồi kiểu lưới kiếm sắc bén bắn vào trong đại quân những nơi đi qua như vào trốn không người căn bản không có một hoàng tộc cùng minh tộc là hắn một chiêu chi địch toàn bộ hướng ta dựa vào ta giúp các ngươi khu trục minh khí giang giật thần thức quét qua phát hiện tất cả mọi người cùng yêu tộc hoặc nhiều hoặc ít đều bị minh khí xâm nhập sức chiến đấu có chút lớn suy giảm hắn hướng trong thành bay đi đồng thời truyền âm cho thiên phượng đại đế bọn người đao mẫn các ngươi khác đừng chống cự, ta thu các ngươi vào không gian thần khí bên trong, như dám làm loạn đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Đào ra ba tỷ muội cùng công dương tiểu thư cuồng chiến viêm phù chiến lực quá yếu, đám người này ngược lại tại liên lụy cuồng hổ cùng không cần hỏi, giang giật quả quyết đưa các nàng thu nhập thiên hàn châu bên trong, vân băng cũng thu vào, chỉ để lại cuồng hổ cùng không cần hỏi. Chữ tiểu truyện ký tự bay múa, tương thiên phượng đại đế bọn người trong thân thể minh khí khu trục, giang giật còn lấy ra thần thụ diệp bang thiên phượng đại đế phượng nghe câu trần vương chữa thương còn không cần hỏi cùng cuồng hổ lại không quản hai người chết hắn cũng không đau lòng giết hắn bạo giống một tiếng lần nữa cùng mọi người phân biệt hướng bốn phương tám hướng vào tới bắt đầu một vòng mới đổ sát rầm 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 cuồng hổ bọn người đánh ra đạo đạo lưu quang toàn bộ thiên linh thành cơ hồ bị san thành bình địa từng tòa tòa thành bị oanh thành bột mịn vô số minh tộc hoàng tộc thi thể đập xuống mà xuống nơi này biến thành chân chính địa ngục Thành nội có trăm vạn hoàng tộc, ngoài thành có 50 triệu minh tộc, chỉ là nửa canh giờ trăm vạn hoàng tộc ít nhất bị chém giết một nửa, minh tộc bị chém giết mấy trăm vạn. Phía ngoài minh tộc toàn bộ tràn vào tới, cứ việc giết nhiều như vậy, vẫn là cảm giác vô cùng vô tận. Phốc, cuồng hổ cùng không cần hỏi thụ thương, cuồng hổ nhiều lần bị đánh bay, nếu không phải mặc cường đại chiến giáp, đoán chừng đều bị giết. Giang giật cũng không cho bọn hắn chữa thương, khi nhìn đến cuồng hổ muốn không cần hỏi muốn chịu không được về sau, trực tiếp đem hai người cho thu nhập không gian thần khí bên trong phượng nghê cũng thụ thương dù sao bốn phương tám hướng minh tộc hoàng tộc nhiều lắm khắp thiên đều là công kích muốn tránh đều trốn không thoát thiên phượng đại đế đảo không có việc gì dũng mãnh đến không tưởng nổi hắn bay qua chi địa vừa mới từng mảnh minh tộc thi thể đập xuống xuống dưới hơn nửa canh giờ về sau hoàng tộc bị chém giết sáu bảy mươi vạn minh tộc cũng bị giết ít nhất ngàn vạn đây cơ hồ đều là giang giật công lao hắn dung hợp hỏa diễm vừa ra cấp thấp minh tộc cùng hoàng tộc căn bản ngăn không được, trong nháy mắt bị đốt xiết, có thần âm thiên kỹ muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Giang giật có mấy cái hỗn độn châu, mặc dù không có hoang hỏa, không cách nào dung hợp ra lục sắc hỏa diễm, nhưng hắn lợi dụng hỗn độn châu ngưng luyện ra hỏa diễm, dung hợp ra ngũ sắc hỏa diễm không đạt tới phong vương cấp chiến lực gặp chi hẳn phải chết. Không sai biệt lắm, còn không đi, người sẽ chờ ở đây chết đi. Si hồng truyền âm vang lên, Giang giật giật mình tỉnh lại, hắn nhìn qua biến thành một vùng phế thích thiên linh thành, nhìn qua toàn thành thi thể nhẹ gật đầu, thân thể hướng thiên phượng đại đế bọn người bay đi. Hắn đem phượng nghe cùng câu trần vương thu nhập hốn nguyên châu bên trong, thần thức quét qua thiên hàn châu bên trong cuồng hổ bọn người, xác định bọn hắn thành thật, ánh mắt nhìn về phía thiên phượng đại đế nói đi, rời đi thiên linh giới. Tốt, thiên phượng đại đế mang theo giang giật hướng trên không trung bay đi, tốc độ đạt đến cực hạt, nhẹ nhóm thoát khỏi phía dưới minh tộc truy sát, xuất vào trên không trung rất nhanh biến thành một cái chấm đen nhỏ biến mất không thấy chương 1871, đánh cực một keo. Thiên linh giới loại này đại giới mặt là không cách nào xé rách hư không trực tiếp đâm xuyên đi ra, coi như thiên phượng đại đế cũng chỉ có thể theo trên không hồng mông cương khí ra ngoài. Giống như bằng vào giang giật căn bản không có biện pháp rời đi thiên linh giới, đối với thiên phượng đại đế tới nói cái này rất đơn giản. Thiên linh giới đã từng là yêu tộc khống chế địa bàn, thiên phượng đại đế đối với thiên linh giới rất quen thuộc, hắn nhẹ nhóm tìm được hồng mông cương khí tương đối yếu kém địa phương, mang theo giang giật đâm xuyên đi ra. Chủ nhân, chúng ta xoay chuyển trời đất hồng giới sao đi hư không bên ngoài, thiên phượng đại đế ánh mắt nhìn về phía giang giật hỏi. Giang giật có chút mờ mịt nhìn qua hư không bên ngoài, có chút không biết đi đâu, giống như chỉ lên trời hồng giới bên kia bay, sớm muộn muốn bị ba vị minh vương cho đuổi kịp, cuối cùng đánh giết. Hướng bên này đi, Giang giật nghĩ nghĩ dứt khoát cùng thiên phượng đại đế hạ lệch, hắn không có lựa chọn đi phía đông, mà là đi phía tây. Phía tây có rất nhiều đại giới mặt, toàn bộ là bị minh giới khống chế, giang giật đây là muốn minh giới xâm nhập nội địa. Bên này, thiên phượng đại đế trong mắt màu bạc có chút co rụt lại, hắn phi thường tinh tường thiên linh giới phía tây là địa phương nào, giang giật đây là chuẩn bị đánh tới minh giới nội địa, oanh oanh liệt liệt chiến tử sao. Bất quá đây là giang giật mệnh lệnh, thiên phượng đại đế mặc dù nội tâm kinh nghi bất định, nhưng không có chút gì do dự mang theo giang giật về phía tây bên cạnh bay đi. Tốc độ của hắn rất không tệ, so giang giật mạnh hơn nhiều, hóa thành một đạo lưu quang, chỉ là mấy chục hơi thở thời gian tự biến mất tại phía tây bầu trời, chờ thiên linh giới minh tộc cùng ra sớm đã không còn bóng dáng của bọn hắn. Chủ nhân tiếp tục về phía tây bên cạnh bay sao, thiên phượng đại đế bay một nén nhang về sau, vẫn là không nhịn được hỏi. Giang giật phi thường xác định nói ra, đúng, một mực về phía tây bên cạnh bay. Đúng rồi, phượng tự, người đối thiên linh giới phụ cận nhưng có hiểu rõ, nhưng biết phụ cận có cái gì tương đối ẩn nấp bí cảnh. Bí cảnh, thiên phượng đại đế nghĩ nghĩ nói ra, biên giới Tây Nam có một cái bí cảnh tương đối ẩn nấp, bên kia có rất nhiều không gian vòng xoáy, trước kia yêu tộc cũng không dám đến gần. Tốt, liền đi bên kia, Giang giật lập tức hạ lệnh, thiên phượng đại đế bằng nhanh nhất tốc độ bay đi, hắn nghe được minh lư trước khi chết gầm thét, biết rõ thiên cương giới có ba cái phi thường cường đại minh vương rất nhanh hội đuổi theo. Hắn là Giang giật hồn nô, Giang giật chết hắn cũng không sống nổi, coi như Giang giật đem hồn trùng trả lại hắn, hắn cũng không nhất định có thể chạy trở về. Cái này thời gian một nén nhang giang giật nghĩ thông suốt, xoay chuyển trời đất hồng giới cũng là chết, vậy liền đánh cược một keo. Cược minh giới đại quân không cách nào tìm tới hắn, chỉ cần có thể tránh thoát tiền kỳ điều tra, tránh đầu sóng ngọn gió, chờ điều tra cường độ cùng ba cái minh đế không còn truy sát, hắn sẽ chậm chậm lẻn về đi. Có si hồng hỗ trợ, hắn ngụy trang thành minh tộc, chỉ cần không tao ngộ cường đại minh vương hắn bại lộ tỷ lệ phi thường nhỏ, giống như ba cái kia minh vương có cường đại thần thông, có thể khóa chặt hắn tìm tới hắn, hắn chỉ có thể nhận mệnh. Xoay trái, rẽ phải, dừng lại, lui ra phía sau vạn lý, theo bên phải đi vòng qua. Si Hồng không ngừng truyền âm, giang giật chỉ huy thiên phượng đại đế tiến lên, thiên phượng đại đế khẩn trương đến ghê gớm, đây cũng không phải là nói đùa. Một khi bại lộ hành tung bị minh tộc dò xét đến, đoán chừng ba cái kia minh vương lập tức liền sẽ đến. Hao tốn 10 cái canh giờ, thiên phượng đại đế đã tới cái kia bí cảnh phụ cận. Giang giật thần thức quét qua phát hiện, không gian vòng xoáy quả nhiên nhiều, thần thức có thể dò xét địa phương đều có mấy trăm vòng xoáy, nơi xa còn không nhìn thấy cuối cùng. Hưu, Thiên Phượng Đại Đế không có nửa điểm khẩn trương, tốc độ đều không có thả chậm, trực tiếp hướng hai cái vòng xoáy ở giữa đâm qua, một đường hướng bên trong bay đi, như gió chỉ điện giật nhẹ nhõm tiến vào không gian vòng xoáy quần ở giữa. Có một cái bí cảnh, xa xa Giang giật nhìn thấy một cái tiểu bí cảnh, cái này bí cảnh phụ cận đều là không gian vòng xoáy, giống như là bình thường minh tộc khẳng định không dám tới gần không đạt tới minh vương cảnh giới căn bản là không có cách đi vào bí cảnh bên trong chủ nhân cẩn thận thiên phượng đại đế quát khẽ một tiếng thân thể hướng hai cái vòng xoáy ở giữa bay đi cứ việc cảm nhận được phi thường hấp lực cường đại giang giật một mực không có loạn động hắn phi thường tin tưởng thiên phượng đại đế phong đế cấp cường giả coi như bị hút vào không gian vòng xoáy đoán chừng đều có thể trốn tới a à. hưu vẹn vẹn hai hơi thời gian thiên phượng đại đế mang theo giang giật xuyên qua hai cái không gian vòng xoáy hắn thân thể không có dừng lại vọt thẳng vào bí cảnh bên trong. a à, nơi này lại có minh tộc, đi vào, giang giật cùng thiên phượng đại đế sắc mặt lập tức lạnh xuống, cái này bí cảnh bên trong minh khí rất nồng nặc, bên trong không gian đều bị minh khí bao phủ, liếc nhìn lại đều là một mảnh đen kịt. Chủ nhân, ta đi đem sở hữu minh tộc đều giết. Thiên phượng đại đế liền muốn xuất thủ, giang giật vội vàng quát bảo ngưng lại, hắn trước tiên đem thiên phượng đại đế thu nhập thiên hàn châu bên trong, đồng thời thân thể không có chống cự minh khí xâm nhập, để cho mình lại một lần nữa bị ma hóa, Si Hồng theo hỏa linh châu bên trong truyền ra một loại đặc thù năng lượng giúp hắn giữ vững bản tâm. Hiu hiu hiu, phía dưới truyền đến một đạo tiếng xé gió, mười mấy người hình mặt thú minh tộc bay vụt mà lên, những này minh tộc thân thể là hơi mờ, thoạt nhìn không có thực thể. Bọn hắn nhìn thấy Giang Giật sau có chút kinh ngạc, lập tức toàn bộ phủ phục ở giữa không trung. Bởi vì Giang Giật trong tay lấy ra cổ phi lệnh bài, đây là minh giới hoàng tộc biểu tượng, tại cấp thấp minh tộc trong lòng hoàng tộc kia là cao cao tại thượng tồn tại, là minh giới chúa tể, lại thế nào dám công kích hắn. Giang giật sẽ không nói minh tộc lời nói, hắn đôi mắt nhất chuyển đem Y Vân phóng ra, thấp giọng nói ra, Y Vân, để bọn hắn trở về, ngoài ra để cho sở hữu minh tộc không được rời đi cái này bí cảnh. Y Vân rất sớm đã được thu vào thiên hàn châu bên trong, Giang giật không để cho nàng cùng cuồng hổ bọn người đối mặt, sở dĩ Y Vân căn bản không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra, cũng không biết Giang giật là nhân tộc sự tình. Nàng phát hiện thế mà đến một cái bí cảnh bên trong, không tại thiên linh giới, trong mắt hơi có chút vẻ bối rối. Bất quá cuối cùng không hỏi cái gì, cùng những cái kia minh tộc chuyển đạt giang giật mệnh lệnh, kia 10 cái minh tộc lập tức bay xuống. Đi, giang giật mang theo y vân bay xuống, hắn không dám loạn nhô ra thần thức, những này cấp thấp minh tộc mặc dù hẳn là không cách nào cảm ứng được, nhưng vẫn là cẩn thận chút tốt. Mang theo y vân tại cái này bí cảnh bên trong dạo qua một vòng, giang giật phát hiện bí cảnh bên trong đều là loại này minh tộc, thực lực phi thường cấp thấp, cũng không biết làm sao tiến vào cái này bí cảnh. Bọn hắn toàn bộ đều ở tại trong sơn động tại kia 10 cái minh tộc đem giang giật mệnh lệnh truyền về về sau, toàn bộ minh tộc đều tiến vào sơn động không dám chạy loạn. Không tệ, si hồng thần thức một mực tại lặng yên dò xét, hắn truyền âm nói ra, tiểu tử, đã ngươi lựa chọn đánh cược một keo, tự nơi này đi. Cái này bí cảnh rất bí mật, bên trong minh tộc cũng có thể khống chế. Giống như ba cái kia minh vương còn có thể truy tung đến ngươi, ngươi tự cam chịu số phận đi phó thác cho trời. Giang giật đắng chát cười một tiếng, thân thể hướng một cái sơn động bay đi, bên trong minh tộc lập tức rút đi. Giang giật sẽ ngủ ở trong sơn động nhắm mắt tu luyện, hắn không dám tu luyện thiên lực, tiếp tục tham mộ lôi điện áo nghĩa. Hắn cũng không có cùng Y Vân giải thích, Y Vân cũng không dám hỏi nhiều, học Giang giật ở bên trong ngồi xếp bằng tu luyện, bí cảnh bên trong ngoại trừ thêm ra hai cái khách không mời mà đến, hết thảy cùng bình thường đồng giảng, an tĩnh khiến người ta run sợ. Tiểu tử, bên ngoài tới một đội minh tộc đại quân. Một ngày về sau, Xì si hồng truyền âm vang lên tại giang giật trong đầu, giang giật đôi mắt trong nháy mắt mở ra, trên người hắn đằng đằng sát khí, xuyên thấu qua cửa sơn động nhìn qua không trung thì thảo, minh giới lục soát đại quân tới cũng nhanh a. À. Chương 1872, không biết đường đi. Minh giới giờ phút này rất loạn, nhất là thiên cương giới cùng thiên linh giới càng là loạn thành một đoàn. Vô số minh tộc hoàng tộc đều bị triệu tập ra ngoài, khắp thế giới lục soát, bởi vì không có thống nhất điều hành, sở dĩ trong hư không đều là minh tộc, dù sao dùng thiên linh giới làm trung tâm bốn phía lục soát. Thiên cương giới ba cái cường đại minh vương, thiên linh giới bên này còn lại ba cái minh vương đô xuất động, đều hướng thiên linh giới phía đông bằng nhanh nhất tốc độ bay đi. Theo bọn hắn nghĩ nhân tộc yêu tộc như là đã chạy trốn, vậy khẳng định là chỉ lên trời hồng giới phương hướng bỏ chạy, nếu không lưu tại phụ cận, tuyệt đối phải bị tìm ra. Thiên cương giới bên trong nhất cường đại minh vương minh nha nổi trận lôi đình, mấy cái nhân tộc yêu tộc lại lẫn vào thiên linh giới đem thiên linh thành làm hỏng đánh giết ngàn vạn minh tộc cái này không sao thế mà còn giết mấy chục vạn hoàng tộc đem minh lưu cho xử lý vô cùng nhục nhã ha minh nha là tiền tuyến tổng chỉ huy quan việc này tại hắn ngay dưới mắt phát sinh minh đế lập tức sẽ xuất thế hắn như thế nào cùng minh đế bản giao đến lúc đó còn lại chín đại minh vương tuyệt đối sẽ chế diễu a hắn hạ lệnh đem thiên cương giới thiên linh giới toàn bộ hoàng tộc cùng minh tộc đều điều động khắp thế giới tìm kiếm nhất định muốn tìm tới mấy cái kia nhân tộc cùng yêu tộc, đem bọn hắn bắt lấy luyện thành minh thi. Thiên cương giới bên kia có mấy cái đưa tin binh thông qua minh thần đại trận, truyền tống đi thiên hồng giới phụ cận bí cảnh bên trong, truyền đi minh nha mệnh lệnh, toàn lực lục soát sang giật bọn người. Thiên hồng giới bên kia có rất nhiều minh giới đại quân tại cùng nhân tộc bên kia khai chiến, tiến công thiên hồng giới phụ cận mấy vạn cái bí cảnh. Tại thu được mệnh lệnh sau trước tiên triệt binh, tản ra thành lần lượt từng cái một to lớn lưới, tầng tầng chặn đường. May mắn Giang Giật không có chỉ lên trời hồng giới bay tới, nếu không tuyệt đối không cách nào đột phá tầng tầng vây quanh trở lại thiên hồng giới. Minh tộc dị động để nhân tộc quân đội cảm giác không hiểu thấu, còn bị hù dọa. Minh tộc đột nhiên rút lui đến làm như vậy giòn, một cái minh tộc đều không có để lại, cái này chẳng lẽ có cha khó khăn đạo minh đế đã xuất thế, sở dĩ toàn bộ minh tộc đi qua thăm viếng. Đào nô bọn người đưa tin thương nghị một phen, cuối cùng quyết định phái trinh sát đại quân đi bắt một chút minh tộc trở về cưỡng ép siêu hồn, không đem minh tộc dị động nguyên nhân biết rõ ràng, bọn hắn trong đêm đều sẽ ngủ không được. Bắt một chút cấp thấp minh tộc trở về quá đơn giản, siêu hồn cũng đơn giản. Nguyên nhân rất nhanh liền tra xét xong, bởi vì chuyện này huyên náo quá lớn, rất nhiều minh tộc đều biết tin tức. Mấy cái cường giả bí ẩn ẩn núp tiến vào thiên linh giới, tại thiên linh thành chu diệt ngàn vạn minh tộc, còn diệt thiên linh giới giới chủ minh lư. Tin tức này như hoa tuyết truyền khắp toàn bộ thiên giới, tin tức này làm cho người rất chấn phấn, nghĩ phong tỏa đều phong tỏa không ở, thoáng cái tự truyền ra. Đáng tiếc tại minh tộc trong mắt, mỗi cái nhân tộc cùng yêu tộc đều là giống nhau, căn bản không biết những cái kia cường giả bí ẩn là ai. Mấy cái kia cường giả bí ẩn giờ phút này cũng đang bị vô số minh tộc vây công, lúc nào cũng có thể chết đi. Mặc dù như thế, thiên hồng giới vạn dân cũng rất là hưng phấn, cục diện như vậy còn dám phản công mặc dù chỉ là đồ một thành trì, lại nhưng so sánh diệt một cái giới diện, ước vạn đại quân. Minh đế lập tức sẽ xuất thế, Minh đế ép tới sở hữu nhân tộc đều không thở nổi, vô số người nội tâm hoảng sợ không chịu nổi một ngày, giờ phút này cái tin tức tựa như diệt thế Phật âm làm người ta hưng phấn, mừng rỡ. Rất nhiều người hiếu kỳ những này cường giả bí ẩn thân phận, bởi vì thiên hồng giới cường giả đều không có xuất động, bốn đế đều tại, các gia tộc tộc trưởng cũng tại. Đã như vậy kia toát ra các vị cường giả bí ẩn là ai có thể đánh giết minh lư đồ sát ngàn vạn minh tộc, còn có thể đào tẩu cường giả đây cũng không phải bình thường người A. Cũng có người nghĩ tới giang giật, bởi vì lần này có nhân tộc cường giả cũng có cường giả yêu tộc cùng yêu tộc quan hệ tốt chỉ có giang giật kha lộng ảnh lên một chuyến lân hậu phong hậu hoa viên gặp lân hậu một mặt sau đó mang theo gia tộc cường giả cùng đại quân đi hư không bên ngoài nàng mang theo đại quân trùng trùng điệp, điệp điệp đi phía tây thế mà chuẩn bị tiến công minh giới đại quân thật chẳng lẽ chính là giang giật kha lộng ảnh dị thường cử động truyền đến để thiên hồng giới một mảnh xôn xao kha lộng ảnh cái này rõ ràng là chuẩn bị tiếp ứng mấy cái kia cường giả bí ẩn trở về giống như là bình thường cường giả nàng làm sao có thể đi mạo hiểm cuồng đế quân viêm đế quân cùng thanh đế quân rất nhanh cũng động bất quá ai cũng không biết bọn hắn là đi tiếp ứng giang giật vẫn là đi chuẩn bị đánh giết giang giật trong lúc nhất thời thiên hồng giới gió nổi lên vân dũng giang giật giấu ở thiên linh giới biên giới tây nam một cái tiểu bí cảnh bên trong gần như cách mỗi nửa ngày tự có một cái minh giới tiểu đội tới dò xét bất quá cuối cùng đều không dám vào đi tiểu bí cảnh bên trong chỉ là ở bên ngoài xa xa dùng minh khí thăm dò vào bí cảnh cảm ứng một phen, xác định không có nhân tộc khí tức liền rời đi. Cái này bí cảnh phụ cận không gian vòng xoáy nhiều lắm, bình thường minh tộc dám vào nhập rất có thể sẽ bị hút vào vòng xoáy bên trong. Giang giật đã sớm đem Y Vân thu vào, chính mình biến thành bên trong cấp thấp minh tộc, tại bí cảnh bên ngoài dò xét trinh sát căn bản là không có cách phát hiện hắn, cũng dò xét không đến bí cảnh bên trong có bất kỳ khác thường gì. Ừm, không tệ, lại một đợt minh tộc tiểu đội thối lui về sau, giang giật triệt để yên tâm lại lục soát minh tộc không dám vào đến hắn liền có thể cam đoan tuyệt đối an toàn hắn âm thầm may mắn không có đánh giết bên trong minh tộc nếu không thoáng cái liền sẽ bộc quang đừng cao hứng quá sớm si hồng thanh âm đột nhiên vang lên người tốt nhất lập tức rời đi nơi này vừa rồi cái kia lục soát trong tiểu đội có mấy cái minh giới hoàng tộc đối thoại bị ta nghe được bọn hắn đem phụ cận địa bàn đã toàn bộ lục soát xong còn kém nơi này Bọn hắn chuẩn bị đi trở về mời một cái Minh Vương xuất động đến lục soát, một khi Minh Vương tiến nhập, người sẽ lập tức lộ ra ánh sáng. Ừ, Giang giật đôi mắt trở nên lạnh, thật vất vả tìm tới một cái chỗ ẩn thân, lại muốn phế. Hắn trầm ngâm thoáng cái đứng lên, đã lập tức có Minh Vương có thể tới, nơi này liền không thể ngây người, mà lại nơi này Minh tộc cũng không thể lưu lại, dù sao bọn hắn biết rõ hắn cùng Y Vân tiến vào nơi này. Ông, hắn đem Y Vân phóng xuất, cho nàng truyền lời nói, Y Vân đi để toàn bộ minh tộc tập hợp tới đây. Y Vân một lòng đi theo giang giật, đối với hắn mệnh lệnh không dám có ngỗ nghịch chi tâm, nhanh chóng bay ra ngoài đem mặt quỷ minh tộc triệu tập tới. Vù vù, cái này bí cảnh rất nhỏ minh tộc cũng không nhiều, chỉ có hơn một vạn cấp thấp minh tộc, toàn bộ đều tụ tập đến đây. Giang giật trầm tư một lát không dám động thủ chém giết, mà là đem Y Vân thu nhập đi vào, sau đó đem thiên phượng đại đế phóng xuất. Dùng phong đế cấp khí tức chân áp đám này minh tộc, từng cái thu nhập thiên hàn châu bên trong đánh giết. Toàn bộ minh tộc bắt được trở ra, Giang giật thần thức nước nhìn, xác định không có một cái nào minh tộc sau hắn để thiên phượng đại đế mang theo hướng ra phía ngoài bay đi. Xuyên qua vòng xoáy quần về sau, si hồng truyền âm vang lên, phía bắc vạn lý có một cái minh tộc đại quân, không có hoàng tộc, người nhanh trà trộn vào đi. Hưu, hắn tương thiên phượng đại đế thu vào, lập tức hướng phía bắc bay đi, đồng thời bộ dáng biến ảo thành một cái phổ thông minh tộc. Các loại chợt tới gần cái kia minh tộc đại quân, hắn dùng thần thức lặng yên dò xét thoáng cái, ngoại hình lần nữa biến ảo, biến thành một cái mặt mũi hung dữ thú. Hưu, lần trước hắn lẫn vào qua minh tộc trong đại quân, lần trước biến thành mị tà thú, lần này cũng nhẹ nhóm lẫn vào minh tộc trong đại quân, loại này cấp thấp minh tộc linh trí rất thấp, đột nhiên nhiều một cái đồng tộc cũng sẽ không cảm giác kỳ quái cùng hoài nghi. Giang giật đi theo mặt mũi hung dữ đàn thú nhanh chóng hướng phía nam bay đi, để hắn phiền muộn phải thổ huyết chính là. Sau hai canh giờ, thế mà bay tới 10 cái minh giới hoàng tộc còn có hai cái minh tộc đại quân, một cái minh giới hoàng tộc hạ lệnh để mặt mũi hung dữ thú theo bọn hắn, sau đó mang theo ba cái minh tộc đại quân trùng trùng điệp điệp thẳng tắp về phía tây phía bắc bay đi. Phía tây bắc là Thiên Cương giới, cái này 10 cái hoàng tộc không phải muốn về Thiên Cương giới a. Sang giật đầu mấy cái đại, có hoàng tộc dẫn đội hắn không dám đi loạn, nếu không sẽ lập tức bị phát hiện, chỉ có thể đi theo đại bộ đội hướng không biết điểm cuối cùng tiến lên. Chương 1873, Hỏa Chi Nguyên. Mấy cái này hoàng tộc quả nhiên là muốn dẫn binh trở về. Bởi vì hư không bên trong quá loạn, dạng này ngược lại dễ dàng bị đục nước béo cò. Minh giới cao tầng cũng tỉnh ngộ lại, mấy cái kia nhân tộc yêu tộc đã có thể ẩn núp vào Thiên Linh giới, điều này nói rõ bọn hắn có rất cao minh ngụy trang thủ đoạn, dạng này kêu loạn tìm kiếm, ngược lại dễ dàng để bọn hắn thừa dịp loạn đào tẩu. Minh Nha cùng năm cái Minh Vương chỉ lên trời Hồng giới bên kia đuổi theo, bọn hắn đuổi năm sáu ngày cũng không có bất kỳ phát hiện nào, sở dĩ đưa tin trở về, để Thiên Cương giới hoàng tộc tìm tòi tỉ mỉ phụ cận mở rộng lục soát phạm vi bên này hoàng tộc tại trải qua ngắn ngủi nổi giận sau tỉnh táo lại những cái kia cấp thấp minh tộc linh trí thấp như vậy bọn hắn có thể lục soát dò xét đến cái gì thế là phái ra một chút hoàng tộc đem những này minh tộc đều mang về giang giật đi theo đại bộ đội tiến lên càng cháy minh tộc đại quân càng nhiều đã đạt tới mấy chục con minh tộc đại quân số lượng đạt đến ngàn vạn dẫn đội hoàng tộc đạt đến mấy ngàn cái mà lại thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đội từng đội hoàng tộc đại quân bay qua giang giật càng thêm không dám động chỉ có thể tiếp tục đi theo đại quân tiến lên. Thiên cương giới cách ly thiên hồng giới không xa, cứ như vậy phi hành bảy tám thiên hậu, giang giật phát hiện quả nhiên đến thiên cương giới. Nội tâm của hắn phiền muộn đến thổ huyết, vừa mới ra ổ sói, chẳng lẽ lại phải vào hang hổ trở ra mặc dù thời gian ngắn sẽ không bại lộ, nhưng lại không thể đơn giản rời đi. Các loại chờ minh nha bọn hắn trở về, kia lại không dám trốn, chẳng lẽ tại thiên cương giới bên trong ẩn núp 5 năm, 10 năm, hoặc là trăm năm. Không, không thể đi vào, Giang giật cắn răng, trước đó tại thiên linh giới ở lại đoạn thời gian kia để hắn cảm giác tựa như tại địa ngục dày vò, để hắn tiến vào thiên cương giới cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Trong lòng của hắn quyết định, chuẩn bị theo những này minh tộc trong đại quân phá vây ra ngoài, để thiên phượng đại đế mang theo hắn thoát đi, còn như có thể hay không đào tẩu, vậy liền xem lão thiên ý tứ. Khác đừng xúc động, người bại lộ lời nói, chỉ có thể ở trong hư không chạy trốn. Bên ngoài đều là minh tộc, lục soát giới hội càng ngày càng nhỏ cũng sẽ có càng ngày càng nhiều minh vương theo đuổi giết ngươi nếu là dẫn tới minh đế sớm xuất thế trừ phi vô danh trùng sinh nếu không ai cũng cứu không được ngươi si âm vang lên giang giật nội tâm vừa mới dâng lên suy nghĩ bị tưới tắt hắn đối với Xi si hồng tương đối tin phục chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo đại quân tiến vào thiên cương giới lần này giống như lần trước là một loại đặc thù minh tộc đem hồng mông cương khí đâm xuyên ra một cái lối đi Đại quân liên tục không ngừng tiến vào thiên cương giới về sau, các tộc thủ lĩnh nhao nhao mang theo minh tộc hướng tứ phía tám mới bay đi, bay trở về chính mình tộc quần lãnh địa. Sang giật biến thành mặt mũi hung dữ thú, cái này minh tộc lãnh địa tựa hồ có chút xa trùng trùng điệp điệp về phía tây bên cạnh bay đi, trọn vẹn bay hơn một ngày thời gian thế mà còn không có dừng lại ý tứ. Bốn phía đều là minh tộc, đạo đạo minh khí theo bọn nó trên thân lan tràn ra, phía dưới thế giới cũng là một mảnh hoang vu vắng lặng. Ở chỗ này sắc điệu một mực dùng xám đen màu xám làm chủ, liền xem như phía dưới có chút cỏ dại cùng cây cối, tại minh khí nhiều năm hun đúc dưới, cũng thay đổi thành màu đen. Liếc nhìn lại không có sinh cơ, không có hy vọng, chỉ có một tầng không đổi tử khí. Ai, Giang giật nội tâm phi thường cường đại, nhưng bay hơn một ngày thời gian sau vẫn là nội tâm cảm giác cô quạnh. Thân ở dị tộc, nhìn không thấy nửa cái đồng bào, tiền đồ xa vời, ăn bữa hôm lo bữa mai, lúc nào cũng có thể chết đi, loại ngày này lớn người sợ là đã sớm điên rồi đi a à, lần nữa hướng phía trước mới bay đi mấy canh giờ sau giang giật đột nhiên nhìn thấy nơi chân trời xa một áng đỏ hắn nâng lên mệt mỏi mí mắt nhìn ra xa thêm vài lần hơi kinh ngạc cái này hồng quang sáng như vậy đem nửa bên thiên đều cho chiếu dọi đến một mảnh đỏ chẳng lẽ bên kia đại sơn bốc cháy giang giật lưu ý đến đám này mặt mũi hung dữ thú cũng không có nửa điểm kinh dị chỉ là hướng bên trái chuyển biến xem ra là chuẩn bị vòng qua phía trước chật chật tiểu tử ngươi vận khí nghịch thiên. Si Hồng có chút hưng phấn truyền âm vang lên, Giang giật nội tâm khẽ động, vội vàng tâm thần yên lặng trong tay cầm hỏa linh châu bên trong dò hỏi tình huống như thế nào. Nơi này lại có hỏa chi nguyên. Si Hồng có chút không dám tin truyền âm nói, bên kia có đầu trong hạp cốc có hỏa chi nguyên, đây là trên đời này bá đạo nhất hỏa diễm. Ngoại trừ minh đế không có minh tộc dám tới gần, người có hỏa linh châu hỏa chi nguyên đốt không chết ngươi, người có thể an tâm đi vào trước ẩn núp đi tu luyện. Hỏa chi nguyên, Giang giật nhớ tới ác ma thâm nguyên phía dưới kia phiến biển lửa, khi đó lúc rời đi hắn còn muốn thu lấy hỏa diễm, si hồng lại nói kia là hỏa chi nguyên trừ phi cảm ngộ hỏa hệ bảy loại bản nguyên áo nghĩa, nếu không căn bản là không có cách thu lấy, lại nghĩ đến tại thiên cương giới thế mà có thể gặp được hỏa chi nguyên. Chậm rãi đi đội ngũ phía sau cùng, chế chút ta giúp ngươi yểm hộ, đi vào hỏa chi nguyên bên trong ngươi tự an toàn. Si hồng hưng phấn truyền âm tới, hắn liền là hỏa chi nguyên bên trong dựng dục ra tới sinh linh, đối với hỏa chi nguyên tựa như con cá cùng nước quan hệ. Giang giật cũng kích động không thôi, vội vàng chậm rãi giảm bớt tốc độ, từ từ treo ở minh tộc phía sau cùng. Đi, si hồng ra lệnh một tiếng, giang giật thân thể hướng về sau mặt bay đi, trên người hắn sáng lên một đạo yếu ớt lưu quang, thân thể biến mất giữa không chung. Phía sau mấy cái minh tộc kinh ngạc nhìn vài lần, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng bởi vì linh trí quá thấp, nhìn mấy lần sau liền không lại chú ý. Hưu, giang giật xác định minh tộc không có chú ý hắn tốc độ lập tức tăng tốc hướng nơi xa hồng quang chỗ khu vực phóng đi mấy hơi thời gian tự đã tới một đầu to lớn hẻm núi phía trên hắn đứng tại hẻm núi phía trên nhìn qua phía dưới nhìn thấy một mảnh trướng mắt hồng quang tựa như đứng tại ác ma thâm uyên phía trên hắn dừng một chút bay thẳng bắn mà xuống đầu này hẻm núi rất sâu giang giật hướng xuống mới bay mấy chục vạn trượng còn không có bay đến dưới đáy bất quá không khí lại là càng ngày càng cực nóng không gian cũng hơi cuộn lên Hai bên hẻm núi vách đá một mảnh màu nâu đỏ, rõ ràng bị nhiệt độ cao thời gian dài nướng gây nên. Sốt Cục Giang giật thấy được một mảnh biển lửa, toàn bộ hẻm núi đều là hỏa diễm, cái này hỏa diễm cùng ác ma thâm nguyên hỏa diễm giống nhau như đúc, ngoại hình nhìn cùng phổ thông hỏa diễm cũng không có khác nhau, bất quá hỏa diễm trung tâm có thể nhìn thấy từng cái hơi mờ đồ văn, cảm giác phi thường huyền diệu. Tốt, Hỏa Linh Châu bên trên quang mang sáng lên, một đầu to lớn hỏa long bay ra chui vào trong biển lửa. Một đôi to lớn con người tại hỏa diễm bên trong hiển hiện, si hồng thanh âm vang lên, tiểu tử, người ngay tại trong ngọn lửa tính tu đi, nơi này là trên đời này an toàn nhất địa phương. Ừm, Giang giật một tay cầm hỏa linh châu, một tay cầm thần thụ diệp, thân thể tiếp tục hướng hỏa diễm dưới mới bay đi, muốn đi hỏa diễm dưới đáy tìm địa phương an toàn, si hồng lại truyền âm tới nói, không cần đi xuống, lần này mới là vực sâu không đáy, liên tiếp chạm địa tâm, người không bằng tại hai bên trên vách đá đảo cái huyệt động. Tốt, Giang giật lấy ra hỏa long kiếm đối bên trái vách đá nhẹ nhàng bổ mấy kiếm, đào ra một cái sơn động nhỏ, hắn đi vào ngồi xếp bằng về sau, lúc này mới tò mò hỏi, si hồng đại nhân, hỏa linh châu là thế nào luyện chế vì sao ngay cả hỏa chi nguyên đều không thể phá hủy nó. Si hồng dừng một chút giải thích nói, cái này châu tử không là luyện chế, là hỏa chi nguyên bên trong dựng dục ra tới, bản tọa năm đó liền là bị vô danh dùng hạt châu này cho hố. Bị hạt châu hố, Giang giật trợn trắng mắt, thiên tinh giới dân gian có song long đoạt châu truyền thuyết nói long thích nhất truy đuổi long châu múa rồng lúc phía trước cũng dùng long châu dẫn dắt để long ở phía sau truy đuổi cái này nguyên lai còn có lịch sử khởi nguyên a chương 1874, toàn dân khai chiến hỏa chi nguyên đến cùng là thế nào tới si hồng đại nhân cái này thiên cương giới trước kia không có hỏa chi nguyên a giang giật nhìn qua phía trước một mảnh biển lửa có chút hiếu kỳ hỏi thăm về tới si hồng dò xét đến nơi đây có hỏa chi nguyên sau có ta kinh ngạc cái này nói trời sáng cương giới trước kia là không có hỏa chi nguyên. Si hồng con mắt đột nhiên tại giang giật phía trước trong ngọn lửa toát ra, thanh âm truyền đến, hỏa chi nguyên phi thường thưa thất, ngoại trừ ác ma thâm nguyên bên ngoài, chỉ có thiên tiên giới có, thiên cương giới trước kia là không có. Còn làm sao xuất hiện bản tỏa cũng không biết, mặc dù ta là hỏa chi nguyên bên trong dựng dục ra tới, nhưng lại cũng không có cảm ngộ hỏa hệ bảy loại áo nghĩa, cũng vô pháp khống chế hỏa chi nguyên, đối lửa chi nguyên cũng không phải là rất hiểu. Giang giật có chút kinh ngạc, thế mà liền Si Hồng đều không thể khống chế hỏa chi nguyên. Cái này hỏa diễm không khỏi quá bá đạo. A à cái này hỏa diễm có thể thiêu chết phong đế cấp sao? đương nhiên có thể thiêu chết. Si Hồng tựa hồ xem thấu Giang giật ý nghĩ, phi thường khẳng định nói ra. Chỉ cần bị hỏa chi nguyên đụng chạm lấy, ngoại trừ thanh đế minh đế cùng số ít mấy cái minh vương bên ngoài, phượng tự đều muốn bị đốt là giả không. đương nhiên, người không cách nào khống chế những ngày hỏa diễm, mà lại phong đế cấp cường giả tốc độ rất nhanh, người không thể tới gần người coi như có thể khống chế cũng vô dụng, chớ suy nghĩ quá nhiều, an tâm tu luyện đi. Tại cái này ẩn núp một đoạn thời gian, chờ có cơ hội lại lẻn về thiên hồng giới, đi tìm cái cuối cùng tàn kiện. Nghe được tàn kiện, giang giật đôi mắt sáng lên, ngừng âm thanh hỏi, si hồng đại nhân, cái cuối cùng tàn kiện ngươi cảm ứng được? Không có, si hồng có chút bất đắc dĩ thở dài, cái cuối cùng tàn kiện ta một mực không cảm ứng được, cái này tàn kiện hẳn là tại một cái kỳ dị trong không gian cái kia trong không gian còn có cường đại cấm chế, ngăn cách cảm giác của ta. Cái này khá là phiền toái, giống như một mực không cảm ứng được, tự xem ngươi cơ duyên, cơ duyên không đủ ngươi cả một đời đều không thể đạt được. Kỳ dị không gian, Giang giật nội tâm đột nhiên động một cái, kinh hô lên, si hồng đại nhân, người nói có khả năng hay không tại diệt ma cung nội diệt ma kiếm liền là cái cuối cùng tàn kiện. Liền si hồng đều không thể cảm ứng địa phương, kia cấm chế khẳng định cường đại đến đáng sợ, có thể bố trí xuống như thế cấm chế cường giả tuyệt đối là phong đế cấp thỏa mãn những điều kiện này không nhiều dùng giang giật biết chỉ có diệt ma cung diệt ma cung si hồng tại ác ma thâm uyên bên trong ngây người mấy ngàn năm đối với phía ngoài tình báo không phải hiểu rất rõ diệt ma cung một ngực ra hạ giới rất ít ra thiên giới sở dĩ không hiểu nhiều lắm hắn cũng không hỏi nhiều chỉ là trả lời chớ suy nghĩ quá nhiều trước tu luyện chờ trở, trở lại thiên hồng giới rồi nói sau tốt giang giật thần thức tại thiên hàn châu bên trong quét qua phân biệt truyền âm cho mọi người, để các nàng ở bên trong an tâm tu luyện, nói trước mắt rất an toàn chỉ là thời gian ngắn không thể quay về. Hắn thần thức tại thiên hàn châu bên trong một cái góc y vân đảo qua, đơn độc truyền âm một câu cho y vân, để nàng an tâm ở bên trong ở lại. Hắn ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, xin một câu tới, để hắn có thể tu luyện thiên lực, bởi vì cái bên này phương viên trăm vạn lý đều không có minh tộc dám tới gần, bên này thiên lực lưu động có chút dị thường, cũng sẽ không để minh tộc dò xét đến. Giang giật một tay cầm thần thụ diệp, một tay cầm hỏa long châu, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái bắt đầu tu luyện. Hắn vẫn còn tiếp tục thôi diễn cái này lôi điện áo nghĩa, cái này áo nghĩa thôi diễn quá chậm, quá dườm già, hắn thôi diễn lâu như vậy còn cảm giác thôi diễn ra một góc của băng sơn. Si hồng thần thức một mực tại dò xét, một khi có cường đại tồn tại tới gần, hắn sẽ lập tức dò xét đến, giang giật cái gì đều không cần quản an tâm tu luyện là đủ. Bên ngoài còn hò hét ẩm ý, rất nhiều giới diện đều điều tập hoàng tộc tới, từng cái bí cảnh đều lục soát, thiên cương giới cùng thiên linh giới đều tại tự tra, dù sao có thể lục soát địa phương đều lục soát một lần. Kha lộng ảnh dẫn đầu đại quân tấn công mạnh không ngừng, thanh đế quân viêm đế quân cuồng đế quân cử dương quân diệt ma quân đều xuất động, điên cuồng tấn công minh tộc vung xuống chặn đường lưới lớn. Không biết là vì tiếp ứng giang giật bọn người trở về, vẫn là vì đục nước béo cò thừa cơ chém giết minh tộc, dù sao đại chiến nổi lên bốn phía, để minh giới đại quân bên kia loạn hơn. Minh nha các loại chờ một đám minh vương lúc đầu tại bốn phía tìm kiếm giang giật bọn người, đằng sau xem mấy cái đại thế như phá trúc đánh tan hủy diệt rất nhiều minh tộc đại quân, công chiếm rất nhiều bí cảnh, bất đắc dĩ lại triệu tập minh tộc đại quân trước ngăn trở nhân tộc đại quân thế công, nếu không những năm này đánh xuống bí cảnh sợ là muốn bị nhân tộc thu sạch phục. Cái này chiến tranh đánh thì đánh biến vị, vốn là vì nghênh đón giang giật, tại nhân tộc đại quân liên tiếp đại thắng, thu phục từng cái bí cảnh về sau, ngụy thiên vương bọn người xuất động, Kha gia cường giả dốc toàn bộ lực lượng, diệt ma các sở hữu ngụy đế cấp xuất động, bắt đầu thừa dịp minh giới thân mình lo chưa xong, quy mô phản công thu phục mất đất. Thu phục mấy cái mất đất tác dụng cũng không lớn, chờ minh đế xuất thế những này thu phục địa phương thoáng cái liền sẽ bị chiếm lĩnh, nhưng ít ra có thể đem nhân tộc sĩ khi quân tâm cho đánh lên đến, có thể làm cho minh tộc loạn một hồi bất lực tiến công. Tại tin chiến thắng từng cái chuyển đến, thiên hồng giới sôi trào. Trong khoảng thời gian này báo danh gia nhập các đại quân đội võ giả nhiều mấy lần, Bảy cái tiểu thiên thế giới rất nhiều võ giả truyền thống đi lên gia nhập quân đội, liên tục không ngừng có quân đội đi hư không bên ngoài, gia nhập cùng minh giới đại quân đại chiến bên trong. Thanh đế Lân Hậu Viêm đế cuồng đế dứt khoát hạ toàn dân khai chiến mệnh lệnh, để những cái kia chưa bao giờ cùng minh tộc khai chiến võ giả thay phiên đi hư không bên ngoài, đem lần này đại chiến xem như lịch luyện. Các gia tộc con em trẻ tuổi toàn bộ xuất chiến, lần này bốn vị đại đế lấy ra vô số ban thưởng, bảo vật, công huân, tước vị chính là vì kích thích nhân tộc toàn dân kháng chiến chi tâm, để càng nhiều ẩn thế cường giả xuất động. Minh đế lập tức sẽ xuất thế, chờ Minh đế xuất thế về sau, sợ là nhân tộc trận chiến cuối cùng. Giờ phút này cơ hội tốt như vậy, bốn vị đại đế còn không biết bắt lấy, sợ là rốt cuộc không có có cơ hội. Bốn vị đại đế tụ tập ở cùng nhau thương nghị một phen, quyết định theo bắt đầu, để nhân tộc toàn dân tham chiến, chỉ có trong chiến đấu nhân tộc mới có thể có đến nhanh nhất trưởng thành mới có thể sinh ra càng nhiều cường giả, mới có thể ngưng tạo ra từng cái càng cường đại quân đội. Coi như cuối cùng minh đế xuất thế nhân tộc không địch lại, nhưng ít ra nhân tộc lấy hết lực lượng lớn nhất, chỉ ít có một tuyến hy vọng. Nếu không giống như trước kia như vậy năm bè bảy mảng, chờ minh đế vừa xuất thế về sau, thiên hồng giới nhân tộc toàn bộ tự sát hoặc là đầu hàng được rồi, căn bản không chịu nổi một kích. Bốn vị đại đế liên danh hạ chỉ đi bảy cái tiểu thiên thế giới, hiệu triệu nhân tộc toàn bộ võ giả đến thiên giới tham gia đại chiến, bảy cái tiểu thiên thế giới thế mà lập tức hưởng ứng, vô số võ giả liên tục không ngừng bay đi thiên giới. Nhân tộc vạn giới không hiểu thấu tựu liên hợp ở cùng một chỗ, xưa nay chưa từng có đoàn kết cùng một chỗ. Mặc dù không có trở thành liên minh, nhưng lần này nhân tộc các nhánh quân đội, chưa từng xuất hiện một lần nội loạn, tứ đế còn hạ tử mệnh lệnh, vô luận là ai dám can đảm nội loạn hết thảy giết chết. Nhân tộc liên quân chia làm sáu cái đại quân, sáu mặt nở hoa, từng bước một về phía tây bên cạnh công tới, từng bước thu phục từng cái bí cảnh đánh cho minh giới đại quân liên tục bại lui. Tứ đế tự mình xuất thủ cùng minh nha bọn người đại chiến, chém giết minh vương hai cái, kém chút đem minh nha đều cho lưu lại, để sở hữu nhân tộc lần nữa sôi trào. Duy nhất để nhân tộc liên quân có chút tiếc nuối là, kia 10 cái cường giả bí ẩn không còn có tin tức, tựa hồ đã vĩnh viễn lưu tại minh giới, biến thành minh giới minh nô. chương 1875, Thuần Thú Nữ Thần Chiến đấu thật là tốt nhất tăng lên người chiến lược cùng đường, nhất là thời khắc sinh tử chiến đấu. Võ giả khó tu luyện nhất chính là cái gì là cảm giác ngộ thiên địa pháp thì bản nguyên áo nghĩa, thiên lực cùng linh hồn những này đều có thể dùng tài nguyên tích tụ ra tới, thiên địa pháp tác cùng bản nguyên áo nghĩa lại cần nhờ chính mình lĩnh hội. Võ giả tại sinh tử chiến đấu bên trong thường thường có thể kích phát tiềm năng, một khắc này não hải chuyển động tốc độ đạt tới mấy vạn lần, suy nghĩ rất nhiều không thông sự tình, vào thời khắc ấy đều có thể hội dung hội quán thông, có thể đốn ngộ, chỉ cần có thể cảm giác ngộ thiên địa pháp thì bản nguyên áo nghĩa nhập môn còn lại đều không phải là vấn đề bốn vị đại đế cùng rất nhiều đại gia tộc đem các gia tộc khống chế nguyên thủy bí cảnh đạo thiên bí cảnh thậm chí hồng mông bí cảnh mở ra chỉ cần ngươi có chiến công chỉ cần có thể cảm ngộ pháp tác bản nguyên áo nghĩa liền có thể miễn phí cho ngươi tiến vào các đại bí cảnh bên trong tu luyện thiên lực tăng lên lĩnh hội tốc độ tứ đế sẽ còn ban cho đại lượng linh hồn linh dược giúp ngươi nhanh chóng tăng lên cảnh giới tăng lên chiến lược Đại chiến không ngớt, nhân loại có một ít ẩn thế cường giả xuất thế, những cường giả này rất nhanh liền được đề bạt trọng dụng, sau cái đại quân không ngừng tăng cường quân bị, mới tăng rất nhiều tước vị chức quan. Trong khoảng thời gian này đã tuôn ra rất nhiều cường giả, rất nhiều thanh danh không hiển hách võ giả cũng danh dương thiên hạ. Trong đó nổi danh nhất là bốn người, cái thứ nhất là một cái ẩn thế không ra cường giả, chiến lực nhưng so sánh đao nô, gia nhập viêm đế quân trực tiếp được bổ nhiệm làm thượng tướng quân. Cái thứ hai đến từ thủy quyền một thiên tài, người này vẫn là nữ tử, tên Hạ Vũ. Là một cái phi thường trẻ tuổi nữ tử, đoán chừng niên kỷ đều không có cuồng hổ lớn. Nàng tu luyện chính là một loại phi thường thần kỳ áo nghĩa, quang minh áo nghĩa, cái này áo nghĩa đối minh tộc minh khí trời sinh khắc chế, mặc dù nàng chỉ có phong vương cấp chiến lực, lại bởi vì chiến công chắc tuyệt thăng liền cấp 7, giờ phút này đã là thanh đế trong quân một cái đại tướng quân vương. Cái thứ ba là tiểu ưng vương, tiểu ưng vương tác chiến phi thường liều mạc, hung hãn không sợ chết chiến lực tăng lên thật nhanh, hắn xuất lĩnh quân đội tỷ số chết là cao nhất, nhưng chiến công lại làm cho rất nhiều quân đội nhìn mà than thở, tiểu ưng vương bị ngụy thiên vương để thăng làm đại tướng quân vương, một mình thống soái một quân. Cái thứ tư là y phiêu phiêu, y phiêu phiêu thủ hạ không có quân đội, chỉ có 10 cái phong vương cấp, mà cái này 10 cái phong vương cấp nhiệm vụ chỉ là hộ vệ nàng. Dưới tay nàng có một cái hỗn độn thú đại quân, đồng phục là ngàn vạn năm hồng mông cấp hỗn độn thú, số lượng đạt đến một vạn con, đội quân này là toàn bộ thiên giới sở hữu tập đoàn quân bên trong sức chiến đấu tối cường một đội quân. Ngàn vạn năm hỗn độn thú chiến lực nhưng so sánh phong vương cấp, nói một cách khác y phiêu phiêu mang theo một vạn cái phong vương cấp, thử hỏi cái kia đơn độc quân đội có như thế cường đại quân lực. Y phiêu phiêu thân phận tin tức bị phong tỏa, dù sao nàng là giang giật mẫu thân, giang giật cái tên này lại là thanh đế đao ra cuồng đế đám người khuất nhục. Sở dĩ y phiêu phiêu thân phận phi thường thần bí, Trở thành rất nhiều phổ thông công tử trẻ tuổi trong lòng nữ thần, dân gian trả lại nó phong một cái thuần thú nữ thần xương hào. Thời gian tại vô số lần chiến đấu bên trong vượt qua, tại minh tộc lần lượt bại vong, nhân tộc lần lượt đại thắng bên trong chạy đi. Thời gian một năm, vẹn vẹn thời gian một năm, nhân tộc đại quân Tây Tiến vào ức phản lý, thu phục mấy chục vạn cái bí cảnh, phía trước đại quân đã đánh tới thiên cương giới thiên linh giới phụ cận. 36 vị thiên vương liên thủ hủy diệt hai cái minh vương bốn vị đại đế xuất thủ lần nữa đem thiên cương giới bên trong ba vị minh vương một trong minh thụy cho chém giết, còn chém giết mấy cái phổ thông minh vương. Minh tộc liên tục bại lui, đã tại toàn diện co rút lại, tử thủ thiên linh giới cùng thiên cương giới, không dám ló đầu. Nhân tộc đại quân không dám xâm nhập, bởi vì minh giới rất nhiều minh vương tới tăng Việt, xếp hạng 10 vị trí đầu nhưng so sánh phong đế cấp minh vương đến đây 7 cái, chiến lực nhưng so sánh ngụy đế cấp minh vương càng là truyền thống đến đây mấy trăm. Hai bên lần này đều tử thương thảm trọng, sở dĩ đều rất có ăn ý tạm thời ngưng chiến. Nhân tộc lần này ít nhất chết trận mấy ngàn vạn võ giả, nhưng để tứ đế các đại gia tộc vui mừng là lần này quật khởi cường giả số lượng lúc trước gấp trăm lần. Có hơn 20 cái phong vương cấp đột phá ngụy đế cấp, đột phá phong vương cấp cường giả càng là đạt đến gần ngàn, cái này vẻn vẹn thời gian một năm a chiến tranh quả nhiên là tăng lên chiến lược tốt nhất cùng đường. Thời gian một năm rất ngắn, nhưng nhân tộc nhân khẩu cơ số đại, thời gian một năm có thể sinh sôi rất nhiều nhân khẩu, nhân tộc chưa từng thiếu cấp thấp chiến sĩ, thiếu khuyết chính là cường giả. Cấp thấp phó giả có thể đại lượng bồi dưỡng chế tạo ra, cường giả lại không cách nào chế tạo, chỉ có thể dựa vào chính mình đột phá. Sở dĩ lần này mặc dù tử thương thảm trọng, nhưng nhân tộc vẫn là rất là phấn chấn, vô số người còn gọi mở miệng số để tứ đế xuất lĩnh đại quân phản công thiên cương giới, thiên linh giới, khôi phục tất cả đại lục, đem minh tộc chạy về minh giới, vĩnh thế chân áp. Minh giới đã sớm đình chỉ lục soát sang giật bọn người, thậm chí giờ phút này đều không có minh tộc đi để ý mấy cái kia minh tộc cùng nhân tộc. Minh tộc liên tiếp thảm bại đều bị đánh đến thiên cương giới cùng thiên linh giới, trước mắt địch nhân lớn nhất là thanh đế bọn hắn, mấy cái kia chỉ là tiểu nhân vật thôi. Đương nhiên, bọn hắn muốn tìm cũng tìm không thấy, giang giật dấu ở hỏa chi nguyên bên trong, căn bản không có minh tộc dám tới gần. Những cái kia minh vương bọn họ đều tại trong thành trì, sẽ không ra đến loạn chuyển, sở dĩ giang giật phi thường an nhàn ở lại bên trong một năm, dòng giã cảm ngộ một năm lôi điện áo nghĩa. Để giang giật tuyệt vọng là cảm ngộ một năm, cái này lôi điện thế mà còn không có đại thành, thậm chí hắn cảm giác cái này lôi điện áo nghĩa hắn vẫn chỉ là cảm ngộ một góc của băng sơn. Giang giật chính mình cũng cảm giác có chút sụp đổ, thời gian 10 năm đã qua hơn một năm, hắn lại một cái áo nghĩa đều không có cảm ngộ đại thành. Hắn còn muốn mặt khác đi cảm ngộ năm cái bản nguyên áo nghĩa, còn muốn cho bảy cái bản nguyên áo nghĩa dung hợp lại cùng nhau. Mười năm thời gian một đầy, dùng si hồng tính cách, hắn tuyệt đối sẽ lập tức mang theo hỏa long kiếm rời đi. Hỏa long kiếm vừa rời đi hỏa long châu cũng mất, hắn liền không thể tiếp tục tiềm phục tại hỏa chi nguyên bên trong. Dựa theo ước định thiên phượng đại đế hắn phải trả lại tự do, không nói thiên phượng đại đế có thể hay không làm thịt hắn, coi như thiên phượng đại đế rời hắn mà đi, không có thiên phượng đại đế hắn đều ra không được thiên cương giới, chỉ có thể chờ đợi chết. Còn không có cảm mộ đại thành, tại giang giật ngừng tu luyện, mặt mũi tràn đầy cay đắng khô tọa si hồng cặp mắt kia theo trong ngọn lửa toát ra. Hắn trong đôi mắt đều là kinh nghi, Giang giật loại tình huống này hắn cũng văn sở vị văn. Giang giật đã có thể tại bằng chừng ấy tuổi đạt tới cảnh giới như thế, chứng minh hắn thiên tư không kém, đây không phải hắn vấn đề, mà là cái này lôi điện áo nghĩa vấn đề. Được rồi, người khác đừng tìm hiểu. Si hồng dừng một chút trầm giọng nói ra, người nghỉ ngơi một chút chuẩn bị ra ngoài đi. Ra ngoài, Giang giật kinh ngạc, lập tức kinh hỉ hỏi, si hồng đại nhân, có thể đi về. Ừm, Si Hồng gật đầu nói, ta dò xét đến tin tức nhân tộc đại quân đại quân phản công, đều đánh tới thiên cương giới thiên linh giới phụ cận. Gần nhất minh giới đại quân liên tục không ngừng truyền tống đến thiên cương giới, phong đế cấp minh vương tới bảy cái, đoán chừng rất nhanh lại có đại chiến bộc phát, đến lúc đó người thừa cơ lẫn vào minh tộc trong đại quân đi theo ra, lại lẫn vào nhân tộc đại quân trở về đi. Si Hồng dừng một chút tiếp tục nói ra, cái này áo nghĩa đã người cảm mộ lâu như vậy còn không có đại thành, tục tạm thời đừng đi cảm mộ, thời gian cấp bách, người vẫn là trước lẻn về thiên hồng giới, tìm xem còn lại cái kia hỏa long kiếm tàn kiện thuận tiện đi các đại bí cảnh đi một chút, lĩnh hội mặt khác bản nguyên áo nghĩa đi. Minh đế rất có thể tại trong vòng 10 năm xuất thế, ngươi như còn không đạt tới phong đế cấp, tái tạo thiên đế thần binh, nhân tộc cùng yêu tộc liền muốn xong. Trường 1876, đánh xuống thiên linh giới. Mặc dù si hồng để giang giật chuẩn bị rời đi, nhưng cũng không phải là lập tức tựu đi, muốn chờ minh tộc cùng nhân tộc đại chiến bắt đầu, chờ những cái kia minh vương đô xuất chiến về sau, mới có thể xen lẫn trong minh tộc trong đại quân tiềm hành ra ngoài. Minh giới phong đế cấp minh vương có 10 cái, chiến tử một cái còn có cửu cái, giờ phút này tự có 8 cái tại thiên cương giới. Phổ thông minh vương cũng đạt tới mấy trăm, giang giật nếu là dám ra ngoài, sợ là lập tức sẽ bị phát hiện chém giết. Giờ phút này thiên cương thành nội bát đại minh vương tụ tập cùng một chỗ, ngàn vạn hoàng tộc cường giả triệu tập đến đây, minh tộc càng là triệu tập tới gần ức, đây là tương đối cường đại minh tộc, không phải mặt mũi hung dữ thú loại kia cấp thấp nhất minh tộc. Sở dĩ đại quân không có lập tức xuất động, là bởi vì cái này tám cái minh vương chính đợi còn lại cái kia minh vương, kia là minh đế tỏa hạ nhất cường đại minh vương, chiến lực không kém gì thanh đế tồn tại cường hoành, minh cổ. Minh đế lập tức sẽ xuất thế, tại như thế thời điểm minh giới thế mà đại bại. Chết trận nhiều như vậy minh vương không sao, còn mất đi nhiều như vậy bí cảnh. Sở hữu minh vương đô không biết đạo minh đế xuất thế biết được tin tức về sau, hội bộc phát ra cỡ nào lôi đình chi nộ sở dĩ những này minh vương thương nghị một phen quyết định toàn lực xuất thủ, đem nhân tộc đại quân chạy về thiên hồng giới đi. Minh cổ nhất thẳng tỏa trấn tại minh giới, ngoại trừ hộ tống minh đế xuất trinh bên ngoài, chưa bao giờ rời đi minh giới. Minh giới kia là minh tộc đại bản doanh, ở trong đó có rất nhiều minh nguyên, có thể liên tục không ngừng dựng dục ra minh tộc, còn lại giới diện đều có thể ném, nhưng minh giới tuyệt đối không thể ném, kia là minh tộc đại bản doanh. Lần này minh cổ quyết định rời đi minh giới, truyền tống đến thiên cương giới tự mình xuất thủ, có thể thấy được lần này hắn đối với minh giới đại bại đến cỡ nào bất mãn. Nghe nói hắn ngay tại an bài minh giới sự tình, chờ sự tình an bài xong liền sẽ lập tức truyền tống tới khai chiến. Nhân tộc bên này tương đối náo nhiệt, bốn vị đại đế cùng Ngụy Thiên Vương Diệt Ma các tổng các chủ hạng khôi đều tại một cái bí cảnh bên trong, Thanh đế có một cái bảo vật, tên là Thanh đế cung, giờ phút này tất cả đại lão đều là Thanh đế cung nội thương nghị. Thương nghị mục đích là thảo luận muốn hay không tiếp tục mở chiến công kích thiên linh giới thiên cương giới, vẫn là đóng giữ bí cảnh. Thanh đế ngồi tại chủ vị, cái kia tấm dị thường khôi ngô, dương quang, tràn ngập nam tử mị lực trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn cũng chưa bao giờ nói một câu, tự trầm mặc an tọa lẳng lặng lắng nghe phía dưới tranh luận. Tranh cãi song phương là cuồng đế cùng ngụy thiên vương, cuồng đế chủ chiến, cho rằng đã ổn định tình huống, minh tộc đã không có bất kỳ cái gì cử động. Vậy liền hẳn là mang theo đại thắng chi thế tiến công thiên cương giới thiên linh giới, thu phục một cái hai cái giới diện, mở rộng chiến quả. Ngụy Thiên Vương lại kiên quyết không đồng ý liều lĩnh, hắn cho rằng nhân tộc đại thắng kiếm không dễ, giống như giờ phút này tao ngộ thảm bại, đối với nhân tộc sĩ khi chính là hủy diệt tính. Hắn cho rằng minh tộc cũng không có đả thương được nguyên khí, thập đại tối cường minh vương chỉ là chém giết một cái, còn có cửu cái. Giống như giờ phút này mạo hiểm công kích thiên cương giới thiên linh giới, nhân tộc đại quân sẽ lâm vào khổ chiến, dù sao hai cái giới diện đã bị minh giới chiếm cứ nhiều năm, giống như minh giới còn lại chín đại minh vương đô tới, nhân tộc bên này nguy rồi. Một khi đánh đánh bại, nhân tộc một năm này sở hữu cố gắng sẽ giao trì đông lưu, sở hữu bí cảnh hội lần nữa luân hãm, cuối cùng không ngất hồng giới phụ cận bí cảnh đều sẽ bị công chiếm. Thậm chí còn có thể sẽ bị minh tộc thừa cơ đánh vào thiên hồng giới, nhân tộc hủy diệt. Lần hậu ngồi ở bên trái vị trí thứ nhất, bên cạnh nàng đứng đấy kha lộng ảnh, hai người cùng một chỗ ngoại nhân nhìn căn bản không giống như là làm bà bà cùng làm tôn nữ, ngược lại càng giống hai tỉ muội. Lần hậu vẫn không có mở ra khẩu, bưng một chén màu đỏ sậm giống như huyết dịch chất lỏng chậm rãi thưởng thức, còn một mặt hưởng thụ dáng vẻ. Diệt ma các tổng các chủ hạng khôi ngồi ở bên trái cái thứ ba vị trí, diệt ma các mặc dù là thế lực lớn nhất, nhưng tương đối tứ đế cùng cửu dương quân tới nói yếu đi rất nhiều, hạng khôi chiến lực chỉ có thể so đao nô, lại thế nào cùng thanh đế bọn người sánh vai. Hạng khôi kỳ thật cũng là chủ chiến, bất quá lân hậu thanh đế viêm đế đều không có mở miệng, hắn không có ý tứ nói tiếp, tự an tĩnh lắng nghe. Tranh luận chỉ chốc lát, cuồng đế hơi không kiên nhẫn, bịch thoáng cái đứng lên nói ra, không tranh giành, đại gia biểu quyết đi, hoặc là muốn khai chiến theo ta đi khai chiến, muốn thủ các ngươi tiếp tục tại cái này trông coi. Cuồng đế, ngồi xuống trước, thanh đế cuối cùng mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn về phía lân hậu nói, lân hậu, ý của ngươi thế nào? Lân hậu ngẩng đầu, để ly xuống, nhưng không có biểu đạt ý nghĩ của mình, mà là nhìn qua kha lộng ảnh nói tiểu lộng ảnh người nói một chút đi kha lộng ảnh đối mặt một đám đại nhân vật cũng không luống cuống trên mặt đều không có nửa điểm khẩn trương nàng dừng một chút cúi người thi lễ một cái nói chư vị đại đế đại nhân lộng ảnh cảm thấy giờ phút này minh giới hẳn là đang chuẩn bị quy mô phản công nếu như chúng ta đi tiến công chính giữa bọn hắn ý muốn khai chiến giảng cứu thiên thời địa lợi nhân hòa chúng ta đánh vào thiên cương giới thiên linh giới cái này địa lợi tựu không chiếm rất dễ dàng dẫn đến đại bại Chúng ta đã ổn định thế cục, vậy liền hẳn là dĩ giật đãi lao chờ đợi bọn hắn đến công kích, chỉ cần đứng vững bọn hắn lần này phản công, chúng ta liền có thể thừa thế đem Thiên Linh giới cùng Thiên Cương giới đều cho đánh xuống. Đương nhiên, Lộng Ảnh tuổi nhỏ vô tri, chư vị đều là tiền bối, Lộng Ảnh một điểm nhỏ ý kiến chỉ cung cấp đại gia tham khảo, cụ thể vẫn là chư vị đại nhân quyết đoán đi. Kha Lộng Ảnh sau khi nói xong, Lân Hậu mở miệng, lần này chúng ta Lân Hậu quân toàn bộ chiến dịch, sở hữu chỉ huy đều là tiểu Lộng Ảnh một người hoàn thành lần này chúng ta lân hậu quân chiến tích chư vị đều biết a à nàng ý tứ chính là ta ý tứ a à, toàn trường ghé mắt lân hậu quân lần này khai chiến ít nhất mấy trăm lần cơ bản đều là thắng lợi coi như chiến bại cũng chỉ là tiểu bại hoặc là cố ý yếu thế dụ địch mọi người vẫn cho là là lân hậu trong bóng tối điều khiển lại không nghĩ rằng lại là kha lộng ảnh một người độc lập hoàn thành chỉ huy lân hậu có người kế tục a à, lộng ảnh nha đầu quả nhiên cực kỳ thông minh mỹ mạo trí tuệ chiến lực toàn bộ đều bị ngươi chiếm cứ tiện sát lão phu, ta tại sao không có một cái người dạng này nữ nhi. Nữ chiến thần, đại điện bên trong ngồi một số người, còn đứng lấy rất nhiều người, giờ phút này đều nhao nhao đối với kha lộng ảnh không tiếc lời tán dương. Đây không phải lời khách sáo, mà là chân chính khen ngợi, dù sao này chiến lân hậu quân đánh cho quá đẹp, tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Thanh đế khẽ vuốt cằm, ánh mắt nhìn về phía viêm đế, viêm đế phi thường dứt khoát quả quyết nói ra, ý kiến của ta là tiến công, đánh nghi binh thiên cương giới, chủ công thiên linh giới. Cửu dương quân không cần hỏi, ngụy Thiên Vương là 36 vị thiên vương đứng đầu, hắn chủ thủ kỳ dư thiên vương tự nhiên không dám phát biểu cái nhìn bất đồng. Thanh đế cuối cùng ánh mắt nhìn về phía hạng khôi, cái sau cũng không nói nhảm, gật đầu nói, ta đồng ý viêm đế ý kiến, chúng ta chiếm cứ những này bí cảnh quá nhỏ, binh lực quá phân tán. Đánh xuống thiên linh giới, về sau là có thể đem thiên linh giới làm cùng minh giới chống lại chiến trường, có thể đi vào có thể lui, còn có thể tránh cho chiến hỏa tai hỏa thiên hồng giới. Tốt, vậy liền đánh, thanh đế thình lình đứng lên nói, lân hậu, ngụy thiên vương, các ngươi nếu không muốn khai chiến, vậy liền chấn thủ hậu phương phụ trách tiếp ứng chúng ta đi, bản đế cùng cuồng đế viêm đế hạng các chủ mang binh đi đem thiên linh giới đánh xuống. Chư vị riêng phần mình trở về chuẩn bị, ba ngày sau khai chiến đánh nghi binh thiên cương giới, chủ công thiên linh giới, lần này cần nhanh, phải tất yếu tại trong một ngày tương thiên linh giới đánh xuống chương 1877, hấp thu hỏa chi nguyên. Thanh đế chuyện quyết định dù ai cũng không cách nào cải biến, thiên hạ đệ nhất nhân nhất ngôn cửu đỉnh, như thế nào lại miệng ra nói đùa thanh đế ra lệnh một tiếng, đại quân tề động. Thiên linh giới thiên cương giới phụ cận có mười mấy cái đại bí cảnh, giờ phút này có chút lớn bí cảnh bên trong đều là quân đội, dòng giã có bảy, tám ngàn vạn. Ngoại trừ lân hậu quân cùng cửu dương quân bên ngoài, còn lại quân đội đều động, cũng không phải là lợi mã tiến công, mà là bay đầy trời đi, Bốn phía tiêu diệt toàn bộ Thiên Linh giới, Thiên Cương giới, ngoại minh tộc trinh sát. Đáng nhắc tới chính là, Thanh đế không chỉ có chiến lực thiên hạ đệ nhất, hắn thống soái năng lực cũng là tuyệt đỉnh. Có thể trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, Thanh đế trí tuệ khẳng định là thông thiên, một cái như thế người thông minh học cái gì cũng nhanh, hắn tốn hao một đoạn thời gian nghiên cứu bài binh bố trận vô cùng đơn giản. Mục tiêu lần này là đánh Thiên Linh giới, Thiên Cương giới bên trong có rất nhiều minh vương, nếu muốn đánh giới Thiên Linh giới, vậy thì nhất định phải kéo những cái kia minh vương không cho bọn hắn cứu viện, càng không thể để bọn hắn truyền tống đi thiên cương giới, cũng không thể để bọn hắn sớm biết rõ bên này ý đồ. Sở dĩ bước đầu tiên là thanh lý minh tộc trinh sát, đồng thời cho địch nhân tin tưởng nhân tộc đại quân muốn tiến công thiên cương giới, để bọn hắn tử thủ thiên cương giới. Thanh đế điều ngàn vạn đại quân tương thiên cương giới bao bọc phây quanh, cuồng đế cùng viêm đế đều tự mình xuất động. Minh giới không ngừng phái ra trinh sát ra, còn ra động mấy cái minh vương, nhưng ra trinh sát bao nhiêu tựu bị đánh giết bao nhiêu, những cái kia Minh Vương nhìn thấy Viêm Đế cùng cuồng đế sau lập tức trốn vào Thiên Cương giới, căn bản không dám ló đầu. Thiên Cương giới bên trong đại loạn, Bát Đại Minh Vương không dám mạo hiểm động, chỉ có thể không ngừng triệu tập quân đội. Bọn hắn tương Thiên Cương giới tất cả quân đội cùng cường đại minh tộc đều triệu tập đi Thiên Cương thành, đồng thời trước tiên đưa tin cho Minh Cổ, để Minh Cổ lập tức truyền tống tới, bởi vì cái này Bát Đại Minh Vương đô không có nắm chắc đánh giết Thanh Đế. Thanh Đế điều tập nhân tộc đỉnh cấp trinh sát bắt đầu dò xét tình huống nhân tộc có rất nhiều đặc thù chủng tộc, tỉ như mị ảnh tộc cái kia chính là trời sinh trinh sát. Còn có một loại so mị ảnh tộc càng thêm biến thái chủng tộc, bọn hắn có thể hóa thành một tia thanh phong, nhẹ nhõm bay vào thiên cương giới dò xét, chỉ cần không tao ngộ minh vương minh tộc căn bản là không có cách nhìn thấu. Đương nhiên, bọn hắn không thể dò xét qua lâu, nếu không sẽ bị minh khí ma hóa. Hết thảy tình huống đều phi thường tốt đẹp, sở hữu cường đại minh vương đô tại thiên cương giới, thiên linh giới chỉ có 10 cái minh vương, đều là minh tháp loại kia cấp bậc minh vương, cũng không có đạt tới phong đế cấp, tùy ý đi một cái phong đế cấp liền có thể quét ngang. Ba ngày thời gian vừa đến, đại quân tề động, thanh đế tự mình mang theo cuồng đế xuất chiến, mang theo ngàn vạn đại quân sát nhập vào thiên cương giới, viêm đế thì mang theo hạng khôi còn có đao nô các loại chờ, một đám ngụy đế cấp sát nhập vào thiên linh giới, gần như cùng một thời gian phát động. Dầm dầm dầm, thanh đế xuất thủ đem hồng mông cương khí từng mảnh từng mảnh xoắn nát, xoắn ra một cái cự đại thông đạo, Mở ra thông đạo sau thanh đế cũng không có lập tức tiến vào, mà là tiếp tục đem thông đạo mở rộng, trọn vẹn ném ra một cái phương viên vạn lý to lớn thông đạo mới mang theo đại quân giết vào đi vào. Xuy suy phía dưới thiên cương thành nội, hắc vụ cuồn cuộn, minh nhà minh địch các loại chờ một đám minh vương mang theo 100 triệu hoàng tộc cùng đếm không hết minh tộc đằng không mà lên, bắt đầu thảm liệt chém giết. Cùng lúc đó, thiên linh giới bên kia hồng mông cương khí cũng bị viêm đế phá vỡ, bất quá viêm đế cũng không có đem thông đạo mở rộng mà là một người một kiếm vọt vào hắn muốn đi vào trước tiên đem liên tiếp thiên cương giới minh thần đại trận hủy đi lần trước giang giật hủy đi năm cái minh thần đại thần trong khoảng thời gian này lại chữa trị tốt minh thần đại trận không hủy đi thiên cương giới cường đại minh vương tùy thời có thể truyền tống tới đến lúc đó như cho minh vương mai phục viêm đế bọn người muốn toàn quân bị diệt ai cản ta thì phải chết viêm đế chiến lực không cần hoài nghi hắn tu luyện chính là hỏa hệ áo nghĩa bất quá chỉ là tan sáu cái hỏa hệ áo nghĩa mặt khác dung hợp một cái phong hệ áo nghĩa. Hắn đánh ra đầy trời hỏa diễm, hỏa diễm những nơi đi qua không gian đều cuộn lên, những cái kia sông lên minh tộc từng mảnh từng mảnh bị đốt diệt, một cái minh vương đô bị thiêu đến hoảng sợ rút lui. Viêm đế thế không thể đỡ, nhẹ nhóm giết hạ thiên linh thành, đồng thời tìm được chữa trị minh thần đại trận, nhẹ nhóm ném ra một kích công kích hủy đi đại trận. Giết, hạng khôi đao nô bọn người mang theo đại quân giết vào đây, bên này mặc dù chỉ có một cái phong đế cấp, nhưng ngụy đế cấp cũng rất nhiều, các đại gia tộc tộc trưởng gần như đều tại cái này, quân đội càng là đạt đến 4.000 vạn. Viêm đế nhiệm vụ lần này phi thường gian khổ, hắn nhất định phải tại một ngày thời gian bên trong triệt để chiếm lĩnh thiên linh giới. Muốn tương thiên linh giới sở hữu minh tộc chém giết, đem bên trong sở hữu minh giới đại trận hủy đi, đem bên trong minh khí xua tan, đem sở hữu minh giới đồ vật đều phá hủy, còn muốn kiến tạo các loại cấm chế đại trận. Cái này thiên linh giới nhân tộc chuẩn bị cầm nơi này xem như cứ điểm, cùng minh tộc chống lại, Nhất định phải triệt để chiếm cứ Thiên Linh giới Hoàng tộc không nhiều cấp thấp Minh tộc lại rất nhiều ít nhất có vài ức nhưng trùng sát vào đây bốn ngàn vạn nhân tộc võ giả không có nửa điểm e ngại ngược lại dị thường hưng phấn bọn hắn biết rõ mặc kệ lần này cuối cùng kết cục như thế nào bọn hắn chú định bị viết nhập sử sách vạn thế lưu danh a à, Thiên Cương thành Tây bên cạnh số ngàn vạn giảm bên ngoài một đầu to lớn trong hạp cốc bên trong vang lên một đạo tiếng kinh ngạc khó tin si hồng một mực chờ đợi đợi Minh Vương bọn họ phản công trở về lại không nghĩ rằng Minh Vương còn không có động, nhân tộc thế mà phản sát vào đây. Thanh đế ngược lại là có chút quyết đoán a. À. Si Hồng có chút cảm khái một tiếng, bất luận như thế nào dám giết nhập thiên cương giới thanh đế rất đáng gờm. Si Hồng lặng yên dò xét một trận không dám tùy ý dò xét, thanh đế linh hồn phi thường cường đại, kia tám cái minh vương đô đạt tới phong đế cấp chiến lực, như bị bọn hắn phát hiện tựu không dễ chơi. Tiểu tử, chuẩn bị xuất động đi, người có thể thừa cơ lẫn vào nhân tộc trong đại quân chạy đi, Bất quá thanh đế cùng cuồng đế đều tới, người phải cẩn thận ta, đừng bị khám phá. Si Hồng cặp mắt kia hiển hiện, nhìn qua Giang Giật nhẹ nói đạo, Giang Giật đang nhắm mắt tu luyện chờ đợi Si Hồng mệnh lệnh. Bất quá tại Si Hồng sau khi mở miệng, hắn thế mà không có mở to mắt. Ừ, Si Hồng thần thức hơi kinh ngạc hướng Giang Giật quét tới, lại phát hiện hắn thế mà chiều sâu bế quan, liền giác quan thứ sáu đều đóng lại, khó trách hắn nói chuyện sau không có tỉnh táo lại. Như thế thời khắc thế mà chiều sâu bế quan chẳng lẽ cái kia lôi điện áo nghĩa muốn đại thành si hồng cặp kia to lớn đôi mắt chớp chớp có chút trần chờ muốn hay không cưỡng ép đánh thức giang giật. Giờ phút này là vô cùng tốt cơ hội, nhân tộc đều sát nhập vào thiên cương giới, thanh đế cuồng đế đang cùng tám cái minh vương đánh cho quên cả trời đất. Chỉ cần không tới gần bọn hắn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lưu ý, giang giật có thể nhẹ nhóm lẫn vào trong đại quân, thừa dịp loạn chạy đi, lại lặng yên lẻn về thiên hồng giới. Được rồi, thời gian ngắn cái này đại chiến không cách nào kết thúc, chờ cái này chiến đánh cho không sai biệt lắm lại đánh thức tiểu tử này đi, cảm ngộ bản nguyên áo nghĩa là đại sự. Si Hồng quyết định các loại chờ cho Giang Giật lĩnh hội một đoạn thời gian, dù sao cái này đại chiến không có đại nửa ngày là không cách nào phân ra thắng bại. Thanh đế cuồng đế chợt không tưởng nổi, mặc dù bị tám cái minh vương vây quanh đánh, cũng không có rơi vào hạ phong, đoán chừng ít nhất phải nửa ngày mới có thể định thắng thua. Si Hồng tiếp tục lặng yên dò xét, thần thức không dám khóa chặt kia tám cái minh vương, cũng không dám dò xét thanh đế cùng cuồng đế, chỉ là theo hoàng tộc cùng nhân tộc đại quân trên thân suy đoán ra thanh đế bọn hắn tình hình chiến đấu. a à, hơn 10 canh giờ về sau, si hồng linh hồn khẽ động, ánh mắt hắn đột nhiên hướng bên cạnh giang giật nhìn lại. Bởi vì hắn cảm giác được một cái rất kỳ quái hiện tượng, hỏa chi nguyên thế mà tại chiều giang giật bên kia lưu động. Nhìn lướt qua về sau, cái kia song to lớn con người đột nhiên co rụt lại, bởi vì hỏa chi nguyên hoàn toàn chính xác đang lưu động, hướng giang giật nhanh chóng lưu động mà đi, sau đó lại chui vào bên trong thân thể của hắn. Cái này cái này tiểu tử này thế mà đang hấp thu hỏa chi nguyên chẳng lẽ hắn có thể khống chế hỏa chi nguyên cái này sao có thể. Hắn một cái lôi điện áo nghĩa đều không có cảm ngộ đại thành A. Lúc này mới chiều sâu bế quan nửa ngày thời gian, coi như có thể đốn ngộ một cái hỏa hệ áo nghĩa, cũng không có khả năng đốn ngộ bảy cái hỏa hệ áo nghĩa đồng thời dung hợp A. Si hùng khiếp sợ thì thào, cái kia song to lớn con ngươi nhìn xem giang giật, cũng cảm giác giống như nhìn xem một cái quái thai, loại hiện tượng kỳ quái này dùng trí tuệ của hắn cùng kiến thức đều không thể giải thích. chương 1878, Minh Đế Quân Giang giật hoàn toàn chính xác đang hấp thu hỏa chi nguyên, bất quá giờ phút này chính hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình, hắn tại chiều sâu bế quan bên trong. Si Hồng nói để hắn an tâm chờ đợi, chờ thiên cương giới minh vương sau khi rời khỏi đây hội để hắn, Giang giật ngồi nhàm chán hắn dứt khoát tiếp tục thôi diễn một phen. Lần này thôi diễn để hắn có rất lớn đột phá, có lẽ tại Hỏa Chi Nguyên bên trong, để hắn đối lửa có rất có một chút thân cận cảm giác, cũng có lẽ là hắn một mực đối với hỏa có rất nhiều hiểu rõ cùng cảm ngộ, cũng có thể là là trong tay hắn cầm Hỏa Chi Nguyên bên trong dựng dục ra tới Hỏa Linh Châu, để hắn thành công thôi diễn ra lôi sinh hỏa áo nghĩa chi lý. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn phát hiện chính xác thôi diễn phương thức. Lôi điện là bởi Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ Trung nguyên tố tạo thành, điểm này đã sớm thôi diễn ra. Giang giật đoạn thời gian trước một mực tại thôi diễn kim một thủy hỏa thổ là thế nào ngưng tạo ra lôi điện, kỳ thật hắn đi thẳng vào một cái lầm lẫn. Hắn cảm thấy, nếu là lôi điện áo nghĩa, vậy liền hẳn là thôi diễn ra lôi điện là thế nào xuất hiện, là thế nào hình thành, là thế nào di động, cuối cùng lôi điện lại đi nơi nào, kim một thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố như thế nào mới có thể ngưng tạo ra lôi điện. Đây là rất chính xác bình thường mạch suy nghĩ, Giang giật trước kia cảm mộ đạo văn, thôi diễn pháp tắc cũng là cái này mạch suy nghĩ. Lần này dòng dã thôi diễn thời gian một năm, lại phát hiện con đường này căn bản không làm được. Sở dĩ lần này hắn linh cơ khẽ động, dứt khoát đẩy ngược thử một chút, dù sao cũng thôi diễn không được. Hắn dứt khoát trái lại, bắt đầu thôi diễn lôi điện là thế nào phân hóa ra kim mộc thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố. Vừa vặn bốn phía đều là hỏa diễm, hắn liền tùy tiện thôi diễn lôi điện làm sao chế tạo hỏa diễm, cái này đẩy diễn thế mà thuận rất nhiều, hắn tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái theo hỏa chi nguyên bên trong cảm nhận được một tia lôi điện khí tức, hỏa diễm là cấu thành lôi điện bản nguyên một trong, lôi điện có thể phân hóa ra hỏa diễm cái này rất bình thường. Hắn thoáng cái liền tiến vào trạng thái, thôi diễn đến phi thường thuận lợi, cơ hội khó được hắn sợ bên ngoài có biến quấy rầy hắn, sở dĩ đóng lại giác quan thứ sáu, toàn lực ứng phó thôi diễn xuống dưới. Kết quả, xảy ra chuyện, nương theo lấy hắn thôi diễn, tất cả hỏa chi nguyên động, hướng trong thân thể của hắn nhanh chóng dũng mãnh lao tới, mà lại bị thân thể của hắn hấp thu, chuẩn xác mà nói là bị hắn thứ chín khỏa tinh thần cho hấp thu, những cái kia hỏa chi nguyên hóa thành năng lượng kỳ dị tiến vào trong cơ thể nàng, cuối cùng tiến vào hắn thứ chín khỏa tinh thần bên trong. Chính hắn tại tầng sâu bế quan bên trong, giống như si hồng không truyền âm cho hắn cắt ngang hắn, bên ngoài thiên băng điện liệt cũng sẽ không tỉnh táo lại. Hắn cũng không có tu luyện thiên lực, tự nhiên là không cảm giác được trong thân thể biến hóa, không cảm giác được hỏa chi nguyên tiến vào hắn thứ chín khỏa tinh thần bên trong. Quái thai, quái thai, si hồng mộng, hắn là hỏa chi nguyên bên trong đản sinh đầu thứ nhất hỏa long, là hồng mông thời đại tựu tồn tại lão quái, nhưng qua nhiều năm như vậy hắn đều không có cảm ngộ hỏa hệ bảy cái bản nguyên áo nghĩa, chớ nói chi là dung hợp. Viêm đế cũng giống như thế, tại thiên giới viêm đế là hỏa hệ áo nghĩa trung thành tựu cao nhất, nhưng cũng chỉ là dung hợp 6 cái hỏa hệ áo nghĩa, không cách nào cảm ngộ cái thứ bảy, cuối cùng chỉ dung hợp một cái phong hệ áo nghĩa. Sở dĩ, trên thế giới này không có người nào cùng yêu tộc hoặc là minh tộc có thể khống chế hỏa chi nguyên, chớ nói chi là hấp thu. Giang giật là vạn cổ năm qua cái thứ nhất, người nói si hồng làm sao lại không khiếp sợ. Muốn khống chế hỏa chi nguyên, chỉ có dung hợp 7 cái hỏa hệ áo nghĩa, Giang giật lần bế quan này thời gian phi thường ngắn, coi như hắn là cửu dương thiên đế tại thế, cho hắn cảm ngộ một cái áo nghĩa nghịch thiên A cảm ngộ 7 cái đồng thời dung hợp được, đó căn bản là chuyện không thể nào. Si hồng không nghĩ ra, hắn không dám đem Giang giật đánh thức, chỉ có thể như một cái ngu xuẩn tại giang giật phía trước đứng sừng sững lấy. Giờ khắc này coi như xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, si hồng đều sẽ không chút do so dự giúp giang giật đỡ được, để hắn tiếp tục tham ngộ, để hắn tiếp tục hấp thu hỏa chi nguyên. Si hồng không biết giang giật hấp thu hỏa chi nguyên có làm được cái gì nhưng hắn biết rõ hỏa chi nguyên là lửa bản nguyên, là hồng mông thế giới lợi hại nhất hỏa diễm, hấp thu vào chắc chắn sẽ có chỗ tốt. Vạn nhất giang giật có thể khống chế, ít nhất có một loại phi thường lợi hại công kích cùng phòng ngự thủ đoạn, vô danh không có nhìn lầm người, tiểu tử này quả nhiên khắp nơi tồn tại quỷ dị, tại vạn ác vực sâu hắn có thể xúc động thiên địa, dẫn phát dị tượng, giờ phút này lại có thể hấp thu hỏa chi nguyên tiểu tử này nói không chừng có một ngày thật có thể đạt tới vô danh năm đó cảnh giới, thậm chí. Siêu Việt vô danh, bước ra một bước cuối cùng, mở ra cửa tiên giới, vĩnh sinh bất tử. Si hồng cặp kia to lớn trong đôi mắt ý cười liên tục, đối với giang giật phi thường hài lòng. Hắn nghĩ nghĩ thân thể to lớn đột nhiên trở nên tách rời mà ra, hóa thành từng đoàn từng đoàn hỏa diễm bay vụt mà lên. Bay lên hẻm núi về sau, hỏa diễm trở nên trong suốt, cuối cùng tạo thành một cái vô sắc vô hình vòng bảo hộ. Thiên cương thành nội có 8 cái phong đế cấp minh vương, còn có hai cái phong đế cấp cường giả, những cường giả này cảm giác lực phi thường cường đại, giang giật xem tình huống muốn đem tất cả hỏa chi nguyên đều hấp thu, bởi như vậy bên này nhiệt độ khẳng định phải hạ xuống rất nhiều, cũng sẽ bị phát giác được bên này dị thường. Si Hồng chỉ có vận dụng thủ đoạn bảo vệ Giang Giật, để bên kia tạm thời phát giác không được. Suy suy, hỏa chi nguyên 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 không ngừng hướng giang giật dũng mãnh lao tới, mặc dù tốc độ hấp thu rất nhanh, nhưng hỏa chi nguyên dù sao nhiều lắm, trong thời gian ngắn không thể triệt để hấp thu. Giang giật thứ 9 khỏa tinh thần là cái kỳ hoa, cái này tinh thần bên trong to đến vô biên vô hạt, giang giật khi đó hấp thu cương phong năng lượng tựu hấp thu nhiều vô cùng, nhưng chỉ chiếm cứ thứ 9 khỏa tinh thần bên trong một phần một triệu không gian, giờ phút này hỏa chi nguyên tiến vào đồng dạng chỉ là chiếm cứ phi thường nhỏ một điểm không gian thôi. Cái này tinh thần giang giật chính mình cũng nghĩ không thông, có lẽ chỉ có cửu dương thiên đế mới có thể biết rõ, bởi vì cái này tinh thần là tu luyện vô danh thần công không ngừng dị biến, cuối cùng lưu lại. Cái này tinh thần trước mắt có làm được cái gì, giang giật cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là cái này tinh thần có thể cất giữ cương phong năng lượng, có thể đem hỏa diễm dung hợp, còn có thể hấp thu hỏa chi nguyên. Đáng nhắc tới chính là, hỏa chi nguyên tiến vào sau căn bản không có cùng ngũ sắc hỏa diễm dung hợp, thậm chí. Ngũ sắc hỏa diễm cũng không dám tới gần, hỏa chi nguyên tựa như một viên trôn ở hạt cát bên trong chân châu, cùng phụ kiện ngũ sắc hỏa diễm không hợp nhau, lộ ra hạt giữa bầy gà. Một canh giờ, năm canh giờ, năm mươi cái canh giờ. Bên này hỏa diễm còn lại không nhiều lắm, hẻm núi mặt ngoài hỏa chi nguyên toàn bộ bị giang giật hấp thu, chỉ còn lại hẻm núi phía dưới một đầu đường hầm to lớn bên trong còn có hỏa chi nguyên, đoán chừng không được bao lâu cũng sẽ bị hấp thu hoàn tất, mà Giang giật còn đang bế quan bên trong. Vào thời khắc này, thiên cương thành bên kia xuất hiện dị biến, một cái tòa thành bên trong quang mang sáng rõ, tiếp lấy một cỗ khí tức hết sức khủng bố theo tòa thành bên trong truyền đến, tòa thành bên trong hắc vụ lan tràn ra, thoáng qua che đậy nửa bầu trời, một tấm to lớn mà mặt xấu xí hiện ra hiện, một đạo để nhân tộc đại quân trong khung hàn khí bốn bốc lên thanh âm vang lên, chật chật. Thanh đế, không nghĩ tới người lại có như thế can đảm dám phản công thiên cương giới đã tới tự toàn bộ lưu lại đi bản tọa vốn định chờ đại đế xuất thế lại triệt để diệt sát các ngươi chọn ngày không bằng đụng ngày minh cổ đang cùng mấy cái minh vương đại chiến thanh đế đều ui mắt trở nên lạnh minh tộc tối cường minh vương thế mà rời đi minh giới lại tới đây xem ra lần này phiền phức lớn rồi a à. sau một khắc thanh đế sắc mặt dây lát biến đột nhiên nghiêm nghị quát to lui toàn bộ lui ra ngoài nhanh cuồng đế theo thanh đế ánh mắt nhìn lướt qua cũng sắc mặt đại biến vẫn nộ quát mau bỏ đi nếu không các ngươi cũng phải chết ở cái này, minh cổ điều tập minh đế quân. chương 1879, Ma Vương Cờ Minh đế quân là một mực phi thường nổi danh quân đội, tại nhân tộc dân gian còn có một cái tên gọi tử thần vệ đội, đội quân này là minh giới tối cường quân đội, thường thường đội quân này xuất hiện tựu đại biểu cho tử thần đến. Đội quân này bình thường chưa từng điều động, một mực chấn thủ minh đế thành, duy nhất có thể điều động bọn hắn ngoại trừ minh đế bên ngoài chỉ có minh cổ. Trong lịch sử minh cổ chưa bao giờ đơn độc điều động qua, chỉ là mỗi lần minh đế ngự giá thân trinh lúc mới có thể xuất chiến, sở dĩ thanh đế cùng cuồng đế nhìn thấy đội quân này lúc cảm giác đầu tiên, chính là khó khăn đạo minh đế xuất thế. Cũng may bọn hắn cũng không có cảm nhận được minh đế khí tức, mặc dù như thế thanh đế cùng cuồng đế khi nhìn đến minh đế quân lúc cũng lập tức quyết định lui binh. Bọn hắn mang theo ngàn vạn đại quân vào đây, giờ phút này chết đi hơn 300 vạn, giống như còn không thối lui, sợ là còn lại hơn 6 triệu cũng phải chết ở cái này hắn cùng cuồng đế chỉ có thể cùng kia tám cái minh vương đánh cái ngang tay, giờ phút này còn chiếm theo hạ phong, bị tám cái minh vương đè lên đánh. Minh xưa nay, thanh đế cùng cuồng đế đều muốn trước tiên rút lui, nếu không đem có thể bị lưu tại cái này, còn như kia hơn 6 triệu đại quân, hai vị đại đế không cho rằng có thể tất cả trốn ra ngoài. Minh đế quân không phải minh tộc, cũng không phải hoàng tộc, mà là nhân tộc. Đội quân này tất cả đều là minh nô cấu thành, dĩ nhiên không phải phổ thông minh nô, mà là đồng phục phong vương cấp minh nô, nhân số đến cũng không nhiều, chỉ có 10 vạn người. Nhưng cái này 10 vạn minh nô đại quân đều bị minh đế tự tay luyện hóa, nhục thân từng cái nhưng so sánh ngụy đế cấp, đối đầu phổ thông quân đội cùng phong vương cấp có thể nhẹ nhóm quét ngang, bọn hắn thủ đoạn công kích rất đơn giản, liền là dựa vào cường hoành nhục thân cùng trên người minh khí. Minh đế quân trên người minh khí không phải phổ thông minh khí, mà là minh đế theo minh nguyên họ hàng bên vợ tự đề luyện ra minh ma tử khí, đây là minh giới kinh khủng nhất minh khí, bình thường võ giả bị xâm nhập, trong nháy mắt có thể ma hóa rút lui các quân đại tướng quân vương đồng thời quát lớn mang theo đại quân nhanh hướng trên không trung bay đi cuồng đế cùng thanh đế không có lập tức rút lui mà là liều mạng công kích ý đồ giúp kia mấy trăm vạn đại quân kéo dài trong chốc lát suy suy thanh đế vận dụng hắn thanh đế kiếm mỗi lần công kích chỉ là nhẹ nhàng vung ra trường kiếm nhìn rất đơn giản công kích nhưng mỗi một kiếm đều có thể đem không gian xé rách ra một đạo dài vạn dặm trăm trường rộng vết nứt không gian giống như một đạo lôi điện đem thương khung như tê liệt, công kích của hắn không có bất kỳ cái gì minh tộc cùng minh vương có thể cản, coi như kia tám cái minh vương đồ muốn trước tiên tránh né, nếu không rất có thể bị một kiếm chém giết. Cuồng đế sách theo một cái khai thiên phủ, lưới búa này là hồng mông linh bảo, mỗi lần bổ ra đều có thể bắn ra vô số hình nửa vòng tròn phủ mang, cảm giác hắn mỗi lần công kích khắp thiên đều là phủ mang. Mà lại những cái kia phủ mang không phải thẳng tắp phi hành, mà là ngưng tụ thành từng đầu màu đen cự long ở giữa không trung gào thét. Cuồng đế công kích cũng rất hung tàn, không phải kia tám cái minh vương bị đánh chúng hẳn phải chết. Hai vị đại đế tại thời khắc này công kích tần suất nhanh gấp 10, thân thể ở giữa không trung lấp lóe, tốc độ nhanh phong vương cấp căn bản thấy không rõ. Đương nhiên, tốc độ bọn họ nếu không nhanh, giờ phút này sợ là đã sớm thụ thương hoặc là chết đi. Bởi vì kia tám cái minh vương đồng dạng ở giữa không trung lấp lóe, một mực tại vây công thanh đế cùng cuồng đế, những này minh vương trên thân đều thả ra thông thiên minh khí đem phạm vi ngàn dặm không gian đều bao phủ bọn hắn tại minh khí bên trong thân hình phi thường phiêu giật mau lẹ, gần như không có thực thể, cuồng đế cùng thanh đế như nghĩ đánh chúng bọn hắn bản thể phi thường khó khăn, nếu không dùng thanh đế chiến lược giờ phút này làm sao cũng phải chém giết một hai cái minh vương. Ô ô, một mặt to lớn cờ đen từ giữa không trung bay ra, minh cổ xuất thủ, kia hắc cờ ở giữa không trung phất phới, hắc trên lá cờ chữ màu đen phủ lấp lánh không ngớt, thần bí đầu văn du tẩu, một đạo như lệ quỷ gào thét kinh khủng tiếng kêu vang vọng đất trời ở giữa, bốn phía không gian có chút chấn động âm phong trận trận một cỗ phi thường nồng đậm minh khí cuồn cuộn mà ra đem bao phủ thanh đế cuồng đế ngàn dặm minh vụ mở rộng đến năm ngàn dặm cái này hắc cờ bên trong minh khí cùng minh vương trên người minh khí không giống nếu như là minh vương trên người minh khí là thanh thủy những này liền là bột nhão nồng đậm lợi hại gấp trăm lần ma vương cờ minh ma tử khí thanh đế nhướng mày cái này hắc cờ hắn nhận biết đã từng bị nhiều thua thiệt kém chút bị làm chết rồi cái này hacker không phải luyện chế ra tới, liền là cùng loại hỏa long châu theo minh nguyên bên trong thai ngén mà ra, bên trong có được minh nguyên bên trong minh ma tử khí, minh ma tử khí tự nhiên không cách nào trong nháy mắt ma hóa thanh đế cùng cuồng đế, nhưng lại có thể ảnh hưởng tốc độ của hai người, giống như thời gian dài tại minh ma tử khí bên trong ở lại, tốc độ của hai người cùng chiến lực hội càng ngày càng yếu, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. đi, minh đế nhìn thấy từng cái to lớn huyết sắc đầu lâu theo hacker bên trong bắn ra, sắc mặt lại biến nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không dám lại kéo dài thời gian, đột nhiên bổ ra mấy kiếm mang theo cuồng đế hướng trên không trung bay đi. Kia huyết sắc khô sọ đầu cũng là một kiện trí bảo, mỗi cái huyết sắc khô sọ đầu đều có ngàn trượng đại, đây là minh đế thành danh ba kiện ma khí một trong, lại không nghĩ rằng thế mà xuất hiện. Thanh đế lo lắng minh đế đã xuất thế, sợ bị minh đế đánh lén chém giết, sở dĩ trước tiên lui đi. Minh đế đánh lén chi thuật có một không hai thiên hạ, nghe nói năm đó cửu dương thiên đế tự bị hắn đánh lén mà chết, Đằng sau nhân tộc rất nhiều phong đế cấp cũng là bị hắn đánh lén chém giết. Giờ phút này nhân tộc đại quân đã rút lui hơn phân nửa, còn có 200 vạn vẫn còn ở trên không trung, Thanh đế cùng cuồng đế vừa trốn, Minh cổ cùng tám cái minh vương tự nhiên mang theo minh tộc đại quân truy sát mà đi. Thanh đế cùng cuồng đế xem xét tình huống không đúng, chỉ có thể nhịn đau bỏ kia 200 vạn quân đội, trước một bước trốn ra hư không bên ngoài. Uống, chạy đi không sao, Thanh đế lãnh mâu lấp lánh đột nhiên hướng về sau mặt hồng mông cương khí cái kia đường hầm to lớn đánh ra một trường một trường kia không phải công kích mà là không ngừng biến lớn biến thành một cái to lớn kình thiên cự thủ thoáng cái đem đầu kia thông đạo cho phong bế đi đoạn tuyệt kia hai trăm vạn quân đội chạy trốn con đường thành đế sắc mặt không có bất kỳ cái gì cải biến nổi giận gầm lên một tiếng mang theo đại quân chỉ lên trời hồng giới phương hướng bỏ chạy cũng không phải là tâm hắn hung ác mà là không phong kín thông đạo còn lại mấy trăm vạn quân đội đều trốn không thoát Thanh đế, thiên linh giới bên kia làm sao bây giờ? Cuồng đế lặng yên truyền âm cho thanh đế. Cái sau trầm ngâm một phen truyền âm nói, truyền âm cho viêm đế để hắn mang binh rút lui. Minh đế có thể xuất thế, chúng ta vẫn là rút lui trước xoay chuyển trời đất hồng giới tử thủ lại nói. Thiên hồng giới bị tứ đế hao tốn mấy ngàn năm thời gian kiến tạo một cái nghịch thiên đại trận. Tại thiên hồng giới tử thủ thanh đế cảm giác nắm chắc lớn hơn. Tại cái này hư không bên ngoài giống như bọn hắn đều chết trận, nhân tộc hy vọng tự triệt để tan vỡ. Tốt à? Cuồng đế giờ khắc này cũng không dám cuồng, chỉ có thể trong tay kết ấn đánh ra một đạo thần kỳ lưu quang đột nhiên hướng thiên linh giới bên kia bay đi, sau đó mang theo đại quân cũng không quay đầu lại rút lui rời đi. ầm ầm chỉ là ba nén hương thời gian, thanh đế bày ra cái kia phòng ấn đại thủ tự bị minh cổ cho anh mở, vậy lưu ở bên trong 200 vạn đại quân toàn bộ đều biến thành minh nô, đầy trời khói đen lan tràn ra, từng cái minh tộc đại quân tuôn ra, tám cái minh vương mang theo một đám phổ thông minh vương phi bắn ra hư không bên ngoài. Suy suy, một tấm to lớn xấu xí gương mặt khổng lồ ở giữa không trung ngưng kết, Minh Cổ Lãnh Mâu nhìn lướt qua hư không, hạ lệnh truy kích, lần này coi như không tương thiên hồng giới hủy diệt, cũng muốn lưu lại nhân tộc một nửa đại quân. "Ô ô, đây trời minh tộc chỉ lên trời hồng giới phương hướng gào thét mà đi, còn có mấy cái minh vương mang theo mấy cái đại quân hướng thiên linh giới phương hướng phóng đi, chuẩn bị chặn đường viêm đế, đem kia mấy ngàn vạn đại quân toàn bộ lưu tại hư không bên ngoài." Cắt cắt chương 1880, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Minh đế quân, Si Hồng dò xét đến Minh đế quân thời điểm cũng bị hù dọa, coi là Minh đế xuất thế. Trong lịch sử Minh đế quân chỉ có tại Minh đế xuất trinh thời điểm mới có thể xuất động. Đây là Minh đế tư nhân quân hộ vệ, Hoàng đế ngự lâm quân. Si Hồng thần thức một lần lại một lần đảo qua, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Minh cổ mấy người cũng truy sát thanh đế bọn người đi. Si Hồng dò xét một hồi giang giật đôi mắt tại lúc này đột nhiên mở ra. A, à, giang giật có chút kinh ngạc nhìn qua phía trước hắn cảm giác đầu tiên là coi là si hồng mang theo hắn rời đi hẻm núi bởi vì phụ cận không có bất kỳ cái gì hỏa diễm chỉ có một cái trống rỗng hẻm núi hắn sở dĩ tỉnh táo lại cũng là bởi vì hỏa diễm toàn bộ hấp thu hỏa linh châu không còn tự động bảo vệ linh hồn hắn bên trong năng lượng biến mất bị xúc động hắn mới thức tỉnh tới ông một đôi to lớn đôi mắt ở trước mặt hắn ngưng tụ si hồng không dằn nổi hỏi tiểu tử người xuất quan ngươi làm sao đem hỏa chi nguyên hút vào đi vào hỏa chi nguyên Giang giật nháy nháy mắt có chút không hiểu thấu, hắn vừa mới tỉnh táo lại cũng không có đi nội thị thân thể, giờ phút này bị si hồng hỏi một chút, hắn bản năng dò xét một phen thân thể. Kết quả hắn cả người đều nhảy dựng lên, đôi mắt trợn to đối si hồng chỉ mình trong bụng nói, si hồng đại nhân, gặp quỷ, hỏa chi nguyên làm sao đều tìm ta trong thân thể đi. Si hồng không còn gì để nói, Giang giật hỏi hắn, hắn đi hỏi ai đây hắn trầm ngâm một phen nói ra, ta làm sao biết đừng quản làm sao đi vào, người xem một chút có thể hay không khống chế hỏa chi nguyên. Giang giật thật sâu ít mấy hơi, tâm niệm yên lặng tại thứ 9 khỏa tinh thần bên trong, một lát sau hắn lắc đầu đến, si hồng đại nhân, lửa này chi nguyên ta không khống chế được, thậm chí đều không thể di động một phần. Cái này, si hồng triệt để bị giang giật làm hồ đồ rồi, đã có thể hấp thu vì sao không thể khống chế hắn hơi có chút thất vọng nói ra, người xem trước một chút thân thể có hay không biến hóa, cha xét rõ ràng một phen, nhìn xem nào có cái gì không đúng minh vương bọn họ đều giết ra ngoài giờ phút này còn có minh giới đại quân liên tục không ngừng ra ngoài người thừa cơ trước kiếm ra đi thôi hỏa chi nguyên là phi thường bá đạo công kích phòng ngự thủ đoạn giang giật thế mà không cách nào khống chế cái này khiến si hồng khó tránh khỏi cảm giác có chút đáng tiếc giang giật chính mình cũng không biết làm sao hấp thu hỏa chi nguyên hỏi quá nhiều không có ý nghĩa giang giật vội và ngồi xếp bằng nội thị thân thể tra xét rõ ràng mấy lần phát hiện ngoại trừ thứ 9 khỏa tinh thần bên trong nhiều một chút hỏa chi nguyên bên ngoài, còn lại không có bất kỳ cái gì cải biến. Cũng không có phát hiện vấn đề gì, giang giật điều động thoáng cái thiên lực cùng huyền hoàng chi lực đồng dạng không có bất cứ vấn đề gì. Vì sao hỏa chi nguyên sẽ bị ta hút vào thứ 9 khỏa tinh thần bên trong, chẳng lẽ cùng ta cảm ngộ lôi điện áo nghĩa có quan hệ ta tại thôi diễn lôi sinh hỏa áo nghĩa? Sở dĩ hỏa chi nguyên tự bị hút vào tiến vào có phải hay không chờ ta lôi sinh hỏa áo nghĩa toàn bộ thôi diễn sau khi ra ngoài, ta liền có thể khống chế hỏa chi nguyên. Giang giật trong đầu hiện lên từng cái suy nghĩ, nội tâm nhắc lên kinh thiên cự lãng, cái này lôi điện áo nghĩa đến cùng có bao nhiêu cường đại có phải là hắn hay không thôi diễn lôi sinh thủy, liền có thể hấp thu thủy chi nguyên, thôi diễn ra lôi sinh mộc liền có thể hấp thu mộc chi nguyên A. Bất quá trên thế giới này có thủy chi nguyên mộc chi nguyên loại hình sao? Hắn mở to mắt hỏi, si hồng đại nhân, trên thế giới này có mộc chi nguyên, thủy chi nguyên, thổ chi nguyên, kim chi nguyên sao? Có A. Si Hồng thuận miệng trả lời, có hỏa chi nguyên, tự nhiên là có một chi nguyên những này, ta đã từng tự gặp được một chi nguyên, người hỏi cái này để làm gì. Quả nhiên có, Giang giật đôi mắt trở nên cực nóng, mặc dù hắn cũng không biết cho tới hỏa chi nguyên mộc chi nguyên những này có thể làm gì, cuối cùng có thể hay không khống chế nhưng hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, giống như hắn có thể đem kim mộc vì hỏa thổ năm loại bản nguyên thu vào tay, cái này thứ 9 khỏa tinh thần tuyệt đối sẽ cho hắn một cái lớn vô cùng kinh nghị, thậm chí, hắn còn cảm giác cái ngạc nhiên này sẽ để cho toàn bộ thế giới vì đó run rẩy. Tiểu tử, chuẩn bị xong chưa, đừng tại đây xứng sở A, à, là đi ra thời cơ tốt nhất. Si hồng để Giang giật tỉnh táo lại, hắn liền vội vàng đứng lên nói tốt, đại nhân chúng ta đi ra ngoài trước đi. Ân, ngươi lập tức biến thành minh tộc, lặng lẽ hướng thiên cương thành tiềm hành, nơi này hỏa chi nguyên biến mất, sợ rằng sẽ gây nên minh giới cường giả chú ý, ngươi đi trước một đoạn thời gian, trễ chút ta hội đuổi kịp ngươi. Tốt, giang giật trên thân bạch quang lấp lánh lập tức biến thành một cái mặt mũi hung dữ thú hắn lặng yên hướng lên trên mặt bắn ra xông lên hẻm núi điệu thấp hướng thiên cương thành chạy đi hắn cũng không dám phi hành tốc độ cũng biến thành rất chậm còn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái nếu là có cường đại minh tộc dò xét hắn sẽ lập tức biết rõ hỏa chi nguyên phụ cận không có cường đại minh tộc thiên cương thành nội minh vương gần như truy sát đi ra thành nội hoàng tộc cường giả cùng lợi hại minh tộc cơ bản đều đi ra chỉ sinh còn lại những cái kia cấp thấp hoàng tộc cùng minh tộc. Giờ phút này còn có minh tộc đại quân chính hướng ra ngoài triệu tập mà đi, sở dĩ không có bất kỳ cái gì minh tộc hoàng tộc phát hiện giang giật. Suy suy, các loại chờ giang giật phi hành sau nửa canh giờ, si hồng đuổi tới, hắn hóa thành một đạo lưu quang tiến vào hỏa linh châu bên trong truyền âm nói tốt, hết thảy an toàn, bản tọa dò xét một lần, thiên cương thành nội chỉ còn lại ba cái minh vương, đều là thực lực không mạnh, người cẩn thận một chút không có vấn đề coi như phát hiện cũng có thể giết chết người mau chóng ra ngoài đi thanh đế viêm đế cuồng đế cửu dương quân hẳn là đều tại bị truy sát người đi chậm đoán chừng đều đuổi không kịp các nàng đều tại bị truy sát giang giật lao nhanh thân thể có chút dừng lại đôi mắt lấp lóe ngưng âm thanh hỏi cửu dương quân cũng tại bị truy sát cửu dương quân toàn bộ đều tới sao hẳn là đều tới đi lần này nhân tộc cường giả đại quân gần như đều đến đông đủ si hồng si thuận miệng đáp minh cổ điều động minh đế quân cái này quân đội sức chiến đấu phi thường cường hãn. Thanh đế sợ minh đế xuất thế, sở dĩ lập tức rút quân, còn đưa 200 vạn quân đội cho minh cổ giết, lần này nhân tộc khẳng định phải thảm bại, chủ soái không có tử chiến quyết tâm, còn thế nào cùng minh tộc đánh. Nhân tộc cường giả đều tới, giang giật trong đầu ầm vang thoáng cái, tựa như lôi điện nổ vang, khác cường giả quân đội hắn không quan tâm, nhưng cửu dương quân cùng lân hậu quân lại phi thường quan tâm, bởi vì cái này hai cái quân đội có y phiêu phiêu, tiểu ưng vương, còn có kha lộng ảnh. Nhân tộc đại bại, bị đuổi giết xoay chuyển trời đất hồng giới, như vậy dài rằng giặc đường rất dễ dàng ra đại sự, rất dễ dàng chết đi số lớn cường giả cùng quân đội. Giống như y phiêu phiêu tiểu ưng vương cùng kha lộng ảnh đều chiến tử, giang giật khẳng định phải điên rồi. Hưu, nghĩ tới đây, giang giật tốc độ thoáng cái tiêu thăng, tốc độ đạt đến cực hạn đồng thời thân thể của hắn bên trên bạch quang lấp lánh tiến vào tiềm ẩn trạng thái như một tia như gió mát hướng thiên cương thành bay đi Người bay nhanh như vậy làm gì cũng không cần gấp gáp như vậy. Si Hồng truyền âm tới, hắn cảm giác Giang Giật có chút không đúng, dò so hỏi tiểu tử, người muốn làm gì? Giang Giật trong mắt có chút nổi lên hồng quang nhếch miệng cười nói, đã thiên cương thành không có cường đại minh vương, ta vì sao không đem thiên cương thành cho đồ giết nhiều một cái minh tộc, nhân loại tự thêm một phần hy vọng a? À? Mà lại nơi này xảy ra chuyện, những cái kia minh vương làm sao có thể không trở về viện binh? mươi 1881, lần nữa đổ thành. Thiên Cương Thành nội hoàn toàn chính xác cũng không có quá nhiều minh vương, minh tộc chiến thuật chiến lược không phải rất mạnh, toàn bộ minh giới duy nhất hiểu được chiến lược chiến thuật chỉ có minh đế. Còn lại minh vương cũng không tôn trọng những này, mà là một mực thích dùng lực lượng cường đại nghiền ép đối thủ. Sở dĩ tại minh cổ mang theo minh đế quân xuất chiến về sau, minh tộc chỉ là lưu lại ba cái minh vương điều hành đại quân, còn lại minh vương đô truy sát đi ra. Tại minh tộc cường giả xem ra, lần này nhân tộc thất bại, ai còn dám đến thiên cương giới đại náo thật tình không biết, thiên cương giới bên trong ẩn núp một cái giang giật, giang giật khi biết y phiêu phiêu tiểu ưng vương kha lộng ảnh gặp nguy hiểm sau dứt khoát quyết định động thủ đồ thiên cương thành, hấp dẫn minh tộc đại quân hồi viên. Giang giật tốc độ đạt đến cực hạn, vẻn vẹn hao tốn hạ giới thời gian 10 ngày tựu đã tới thiên cương thành. Hắn tại tiềm ẩn trong trạng thái phong vương cấp đều dò xét không đến, chỉ có ngụy đế cấp mới có thể dò xét. Nói một cách khác không đạt tới minh vương cảnh giới tựu căn bản là không có cách khám phá đến hắn tại tiềm ẩn, sở dĩ hắn rất nhẹ nhàng đã tới thiên cương thành phụ cận. Giết đi, không có vấn đề. Trên đường si hồng một mực tại giúp hắn dò xét, giang giật quyết định đồ sát thiên cương thành về sau, si hồng cũng không có nói cái gì, giang giật làm ra bất kỳ quyết định gì đều là chuyện của hắn. Mặc dù quyết định này phi thường ngu xuẩn, nhưng giang giật kiên trì si hồng liền sẽ không khuyên nhiều, mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, giang giật nếu như là mệnh chung người kia, như vậy hắn sẽ không phải chết tại thiên cương thành. Giết! Giang giật thiên hàn châu bên trong quang mang lấp lánh, thiên phong đại đế câu trần vương phượng nghe không cần hỏi cuồng hổ xuất hiện, giang giật đối phía trước thiên cương thành giận dữ hết, đem phía trước tòa thành chỉ kia cho ta san thành bình địa. Hưu, thiên phong đại đế ba người không có chút gì do dự bắn tới, không cần hỏi cùng cuồng hổ thần thức quét qua lại biến sắc, trước kia giang giật huyết tẩy thiên linh thành, khi đó bọn hắn tự hoài nghi thiên linh thành là minh giới khống chế thành trì, giờ phút này xem xét tòa thành lớn này, Nhìn thấy trong thành chỉ đếm không hết hoàng tộc, ngoài thành đen nghịt minh tộc càng chắc chắn điểm này. Tên điên, tên điên, cuồng hồ âm thầm chửi mẹ, giang giật liền mang theo mấy cái nhân tộc yêu tộc tự dám giết nhập minh giới muốn chết khác đừng mang theo bọn hắn cùng một chỗ chôn cùng A. À. Không cần hỏi cũng âm thầm kêu khổ, giang giật dạng này sớm muộn muốn xong đời A. À. Minh giới cường giả nhiều lắm, mà lại minh đế lập tức sẽ xuất thế, thậm chí có thể đã xuất thế tự tiềm phục tại một cái giới diện bên trong. Minh đế vừa ra tay, toàn bộ người đào tẩu đều không có có cơ hội. Hắn không sợ chết, đánh giết minh tộc chết đi cũng là loài người anh hùng. Nhưng Hà Gia tại phong giới địch nhân nhiều lắm, bọn hắn Hà Gia còn không có triệt để đứng vững cước, giống như hắn chết một lần Hà Gia khẳng định sẽ bị phong giới đại gia tộc hợp nhau tấn công, cuối cùng tộc phá gia phong. Không động thủ có tin ta hay không trước tiên đem các ngươi giết đi. Giang giật đã bay vụt đi ra, nhìn thấy không cần hỏi cùng cuồng hổ không nhúc nhích, hắn lãnh mâu quét qua tới lạnh giọng nói ra, các người tốt nhất trung thực nghe ta mệnh lệch, nơi này là thiên cương giới, giống như chọc giận ta đừng nói giết các ngươi coi như đem các người vứt xuống, các người cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành minh nô, vĩnh viễn lưu tại nơi này. Quả nhiên, không cần hỏi cùng cuồng hổ lướt nhau, hai người chỉ có thể cắn răng hướng phía trước đánh tới. Giang giật nói không sai, không có giang giật hai người muốn rời đi thiên cương giới đều không thể nào, hai người cũng âm thầm ngạc nhiên, giang giật có được thủ đoạn gì, thế mà có thể tại minh giới tới lui tự nhiên lần trước đồ thành rời đi đã có một năm đi chẳng lẽ hắn tại minh giới ẩn núp một năm. rầm dầm dầm, thiên phong đại đế bên kia đã tại khai chiến, hắn nhận được giang giật mệnh lệnh như một thanh lợi kiếm hướng thành chỉ đi, giang giật để hắn trước tiên đi hủy đi thành nội tất cả minh thần đại trận, để minh vương bọn họ không cách nào thuấn gian truyền tống tới. Thành nội mặc dù cường đại hoàng tộc gần như đều xuất chiến, nhưng lần này triệu tập đến thiên cương thành hoàng tộc đại quân cùng minh tộc đại quân nhiều lắm, Giờ phút này thành nội hoàng tộc ít nhất còn có 2.000 vạn, bốn phía minh tộc càng nhiều, tuyệt đối có hơn một ức. Ô ô, Giang giật tại thành trì phía trên hiển lộ thân hình lập tức bị hoàng tộc cùng minh tộc dò xét đến, ba cái kia minh vương hóa thành ba đóa hắc vân gào thét mà lên, một cái minh vương học minh cổ ngưng hiện một tấm gương mặt khổng lồ, hắn có chút kinh dị khóa chặt thiên phong đại đế nói ra, yêu tộc đại đế nhân tộc các người dám công kích thiên cương thành, các người nghĩ linh hồn vĩnh trấn minh nguyên. Suy suy, thiên phong đại đế chưa hề nói một câu nói nhảm, trực tiếp đánh ra một đạo lưu quang, thoáng cái đem kia Minh Vương gương mặt khổng lồ đạp nát, hắn không có cùng Minh Vương dây dưa, trên người lưu quang liên tục không ngừng đánh ra, trực kích phía dưới Minh Thần đại trận. Uống, Phượng Nghê cùng Câu Trần Vương phẫn nộ xuất thủ, yêu tộc năm đó bị Minh tộc đuổi ra khỏi Thiên Linh giới, yêu tộc con dân cũng bị đánh chết không biết bao nhiêu, đối với Minh tộc yêu tộc có được khắc cốt minh tâm hận ý. Mặc dù Câu Trần Vương cùng Phượng Nghê có chút lo lắng các nàng có thể hay không chết tại Minh giới, nhưng đã giang giật ra lệnh, các nàng tự cái gì đều mặc kệ giết lại nói chanh chanh giang giật lấy ra cổ cầm đối một cái phương hướng thả ra định hướng thả ra tiếng đàn thời gian cấp bách hắn giống như lần trước dùng biện pháp hữu hiệu nhất thần âm thiên kỹ thêm ngũ sắc hỏa diễm tổ hợp dạng này tổ hợp lực sát thương lớn nhất nhất là đối cấp thấp quân đội hung tàn đến cực điểm đồ sát lần nữa bắt đầu 10 cái minh thần đại trận rất nhanh liền bị thiên phong đại đế hủy đi thành nội cũng chưa từng xuất hiện còn lại minh vương càng không có xuất hiện minh đế đương nhiên giống như minh đế thật xuất hiện, giang giật cũng chỉ có thể nhận mệnh. Lần này hoàng tộc cùng minh tộc càng nhiều, bất quá lần này so với lần trước càng thêm dễ dàng, bởi vì thành nội cường đại hoàng tộc cùng minh tộc trước một bước triệu tập đi ra, còn lại đều là chiến lực tương đối thấp dưới đến hoàng tộc cùng minh tộc. Đối với giang giật bọn người tới nói đơn giản cùng cắt sơm dạ, thoáng cái liền có thể thu hoạch một mảnh, nhất là giang giật càng thêm hung tàn, mỗi lần hỏa diễm vừa ra đều có thể đốt giết hơn một vạn. Đánh giết minh tộc giang giật các nàng không có nửa điểm mềm lòng, toàn bộ giết đỏ cả mắt, thiên cương thành nội rất nhanh biến thành địa ngục, vô số chân cụt tay đứt rơi xuống đất, màu đỏ sậm huyết dịch tung ra đầy cả tòa thành trì, phía dưới tòa thành cũng từng mảnh từng mảnh bị phá hủy, thiên cương thành rõ ràng muốn theo đạo thiên linh thành vết xe đổ. Lưu lại một cái minh vương, ba cái minh vương chỉ là ngụy đế cấp chiến lực, căn bản không phải thiên phong đại đế đối thủ, chỉ là thời gian một nén nhang tựu có hai cái minh vương bị giết. Giang giật vội vàng nhắc nhở thiên phong đại đế, cái sau không có đánh giết cái cuối cùng minh vương, mà là phóng đi trong đại quân. Lần này đồ sát không phải mục đích chủ yếu. Giang giật cần chính là Minh Vương thông qua thủ đoạn đặc thù đưa tin cho Minh cổ bọn hắn, hấp dẫn đại quân hồi viên, giống như Minh Vương toàn bộ giết, ai đi đưa tin cho Minh cổ bọn hắn đâu. Suy suy, quả nhiên, khi nhìn đến hai cái Minh Vương bị giết, thành nội từng mảnh từng mảnh con dân bị đánh giết, còn lại cái kia Minh Vương cuống lên. Hắn biết mình cùng thành nội đại quân căn bản không phải những này nhân tộc yêu tộc đối thủ, giống như không đưa tin cho minh cổ bọn hắn, sợ là thiên cương thành cùng thiên cương giới đều muốn bị đồ trên người hắn minh khí cuồn cuộn mà lên một đạo trùng thiên hắc vụ bay vụt mà lên thẳng phá thiên tế rất nhanh biến mất trên hư không tốt si hồng lúc này cũng truyền âm tới các ngươi nhiều nhất đồ sát ba canh giờ ba canh giờ nhất định phải rời đi minh cổ bọn hắn có được minh giới bí thuật cường đại ba canh giờ liền có thể truyền tống về tới các loại chờ minh cổ trở về ngươi như còn không đi bản tỏa cũng không thể nào cứu được ngươi ba canh giờ đủ Giang giật ánh mắt lộ ra một vòng thị huyết quang mang, ba canh giờ không nói ngoài thành minh tộc, thành nội hoàng tộc tuyệt đối không còn một mống. chương 1882, đội cảm tử. Tuyết dạ bí cảnh, cái này bí cảnh cách ly thiên linh giới thiên cương giới xa xôi, có vài ức dặm lộ trình, giờ phút này cái bí cảnh phụ cận ngay tại bộc phát đại chiến. Đại chiến song phương là minh giới cùng nhân tộc các cường giả, minh giới đại quân một đường truy sát, minh cổ vận dụng ma vương cờ thả ra đại lượng minh ma tử khí, tại minh ma tử khí phía dưới minh tộc tốc độ đều gấp bội tăng lên. Minh tộc tại minh ma tử khí bên trong tựa như con cá ở trong nước đồng dạng, sức chiến đấu của bọn họ sẽ không tăng lên quá nhiều, nhưng tốc độ lại tăng trưởng rất kinh khủng. Sở dĩ nhân tộc đại quân giống như cứ như vậy rút lui lời nói, đoán chừng chờ trở, trở lại thiên hồng giới sau 7, 8 ngàn vạn đại quân còn lại không đến mấy trăm vạn. Lần này nhân tộc gần như vận dụng toàn bộ cường giả, cái này 7, 8 ngàn vạn quân đội là nhân tộc sau cùng hy vọng, bốn vị đại đế tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem bị minh tộc đánh giết, hoặc là biến thành minh nô. Bốn vị đại đế chỉ có thể mang theo một đám cường giả tự mình đoạn hậu, tốc độ của các nàng nhanh, chỉ cần cuốn lấy minh giới đại quân một chút thời gian, cho nhân tộc đại quân rời đi về sau, bọn hắn lại thoát đi đuổi kịp nhân tộc đại quân. Minh cổ cũng không vội, thậm chí chỉ cần thanh đế bọn hắn không xuất thủ, hắn cùng kia tám cái minh vương đô sẽ không xuất thủ. Bởi vì song phương người mạnh nhất xuất thủ, dễ dàng cá chết lưới rách. Thanh đế cuồng đế viêm đế một khi ép bọn hắn, liều mạng phía dưới minh cổ đều có thể bị giết. Minh cổ đi theo minh đế nhiều năm, tựa như đao nô cùng thanh đế quan hệ, hắn đối với chiến lược chiến thuật hiểu một chút. Lần này mục tiêu của hắn tính mạnh phi thường, liền là dựa vào minh tộc quân đội số lượng so nhân tộc thêm rất nhiều, nhân tộc sĩ khí xa sút vô tâm ham chiến phía dưới, không ngừng làm hao mòn nhân tộc quân đội. Ngươi muốn đoạn hậu cũng nên mấy trăm vạn quân đội A ta lần này ăn ngươi một trăm vạn, lần sau ăn hai ngươi trăm vạn, chờ trở, trở, lại thiên hồng giới làm sao cũng phải lưu lại cái một hai ngàn vạn A. À. Không ngừng chạy tán loạn đối với quân đội sĩ khí ảnh hưởng to lớn, nhân tộc từ bên này trốn về thiên hồng giới, đường xá còn rất xa xôi, tăng thêm tân tân khổ khổ đánh xuống bí cảnh không ngừng bị minh tộc chiếm cứ, nhìn xem quân đội từng điểm từng điểm giảm bớt, nhân tộc quân đội sĩ khí hội càng ngày càng yếu. Chờ trở, trở lại thiên hồng giới lúc sĩ khí, khí khẳng định hội hạ xuống điểm thấp nhất, khi đó mới là đại quyết chiến thời điểm. Sở dĩ Minh Cổ đuổi theo về sau, một mực mang theo kia tám cái minh vương cùng minh đế quân áp trận, rất ít xuất thủ. Bọn hắn ở một bên đứng đấy uy hiếp, thanh đế bọn người tự nhiên cũng không thể xuất thủ, nhất định phải thời khắc đề phòng bọn hắn. Thế là một bên tiên phong quân đội cùng một bên bọc hậu quân đội khai chiến không ngớt, một đám trí cường giả thì tại bên cạnh quan chiến. Minh cổ quá giả gian cử hoạt, mỗi lần đều không có cắn quá ác, chỉ là ăn thanh đế bên này một hai trăm vạn quân đội về sau, tự trơ mắt nhìn xem thanh đế bọn người thoát đi, sẽ còn cho thanh đế bọn hắn một chút đào tẩu thời gian. đoạn đường này truy sát mà đến, đã đuổi kịp ba bốn lần, bị nuốt vào nhân tộc quân đội đạt đến năm sáu vạn, rất nhiều đại gia tộc cường giả cũng chết trận. thanh đế bọn người như thế nào lại nhìn không thấu minh cổ tâm tư nhưng xem thấu lại có thể làm sao bây giờ nhân tộc chỉ có hai con đường, một là hòa, một là trốn. chiến thanh đế bọn người không có lòng tin, minh đế quân xuất động, ai ngờ đạo minh đế có hay không tiềm phục tại minh giới trong đại quân lại nói Minh đế quân sức chiến đấu cường hãn, Minh cổ xuất chiến, đối phương có cửu cái nhưng so sánh phong đế cấp Minh vương, bên này phong đế cấp cũng chỉ có 4 cái, 36 cái thiên vương cộng lại có thể tính một cái, cùng một chỗ liền là 5 cái. Cường giả phương diện nhân tộc cũng không chiếm ưu thế, còn tương đối ở vào hạ phong, quân đội số lượng cùng minh tộc so sánh càng kém xa, Sở Dĩ Thanh đế mới nghĩ đến lui về thiên hồng giới tử thủ. Thanh đế là tứ đế đứng đầu, Viêm đế cùng Cuồng đế đều phi thường nghe hắn. Thanh đế một cái mệnh lệnh viêm đế vốn sẽ phải đánh xuống thiên linh giới, giờ phút này đều từ bỏ từ bỏ, có thể thấy được lốm đốm. Thanh đế muốn lui, lần hậu cùng cửu dương quân lưu lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ có thể đi theo lui. Rút lui không chết người là không thể nào, mình tộc đại quân so bên này tốc độ nhanh, sở dĩ chư vị đại lão chỉ có thể trơ mắt nhìn xem minh giới một chút xíu tàn ăn nhân tộc đại quân. Tốt, rút lui, chiến đấu 7-8 canh giờ, thanh đế nhìn thời gian đi qua đã lâu như vậy, nhân tộc đại quân đã đi xa, bên này bọc hậu quân đội đều chết đi hơn 100 vạn, lại không đi sợ là còn lại hơn 200 vạn đều đi không được. Hưu, hưu, thanh đế mấy vị đại đế nhao nhao xuất thủ, ngụy thiên vương mấy người cũng đều xuất thủ, minh cổ bên kia nhìn thấy thanh đế bọn người xuất thủ về sau, lập tức phát ra từng đạo tiếng giết hạ lệnh để minh tộc lui lại, phóng thanh đế bọn người rời đi. Thanh đế bọn người mang theo hơn 200 vạn tàn quân nhanh chóng rời đi, lưu lại đầy trời chân cụt tay đứt. Minh cổ để phía trước đại quân nghỉ ngơi một chút, chờ phía sau bản bộ đuổi theo về sau trong tay hắn một mặt màu đen cờ vải bay ra dẫn đầu hướng phía trước mới bay đi ma vương cờ bên trong hắc vụ cuồn cuộn loại này minh ma tử khí bên trong thần thức đều không thể dò xét minh tộc đại quân cùng cường giả tại hắc vụ bên trong toàn bộ tốc độ gấp bội hưng phấn dị thường nhanh chóng hướng nhân tộc đại quân đuổi theo dạng này không được a à, thanh đế đến nghĩ một chút biện pháp bằng không đợi trở về hài tử muốn chết một hai ngàn vạn a à. Lần hậu tú mỹ mặt một mảnh lo nghĩ bên cạnh cùng một chỗ phi hành viêm đế cuồng đế mấy người cũng diện mục âm trầm, cách ly thiên hồng giới còn rất xa, nhân loại tinh anh vốn lại ít, chết đi một hai ngàn vạn lời nói, về sau còn dựa vào cái gì ngăn cản minh tộc đại quân. Thanh đế sắc mặt không có bất kỳ cái gì cải biến, một mực là mây trôi nước chảy, nhàn vân dã hạc, tiên phong đạo cốt. Hắn trầm ngâm thoáng cái nói ra các ngươi có gì tốt biện pháp. Lần hậu suy nghĩ một chút nói, không bằng chúng ta điều động một đội quân đánh tới hậu phương, hoặc là đánh tới thiên cương giới thiên linh giới, để minh tộc đại quân hồi viên như thế nào. Ngụy Thiên Vương hạng các chủ bọn người đôi mắt sáng lên, bất quá đều không có nói tiếp, biện pháp là không sai, nhưng đội quân này từ chỗ nào điều động ai đi thống soái? Giết vào thiên linh giới cùng thiên cương giới, cái này quân đội căn bản là có đi không trở lại. Giống như cái này quân đội thống soái không có trong lòng còn có tử trí, vậy khẳng định không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại sẽ còn vô ích bị mất một đội đại quân, cái này đại quân nhân số đi thiếu đi vô dụng, đi nhiều hơn đi, cái này ai cũng đau lòng a, à, ai cũng không muốn tổn thất mấy trăm vạn quân đội. Thanh đế vẫn là mặt không biểu tình, hắn nhìn thoáng qua lân hậu gật đầu nói, lân hậu người biện pháp này không tệ, bất quá chấp hành khá là phiền toái a. À. Ai, lân hậu khe khẽ thở dài, đến lúc nào rồi, đám người này đều còn tại lục đục với nhau như thế không đoàn kết khó trách nhân tộc hội lần lượt thảm bại. Nàng dừng một chút, mở miệng nói, loại chuyện này chúng ta không tốt hạ mệnh lệnh, thông cáo toàn quân đi, nhìn xem ai tự nguyện đi hoàn thành nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này quá nguy hiểm, giống như không phải tự nguyện cũng không cần đi. Tốt, Thanh đế suy nghĩ một chút hướng cuồng đế mắt nhìn, cái sau lập tức để lính liên lạc thông cáo toàn quân, truyền đạt mấy người ý tứ, xem nào cường giả tự nguyện đánh tới địch hậu. Mấy cái đại đế ý tứ truyền ra, nhanh chóng phi hành đại quân lập tức một mảnh xôn xao. Đây là mấy cái đại đế liên hợp dưới đến ý chỉ, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng khẳng định phi thường phong phú, có thể còn sống trở lại tuyệt đối là nhân tộc anh hùng, vĩnh viễn lưu truyền sử xanh. Vấn đề là, còn sống trở về, có khả năng này sao? Mặc dù như thế, rất nhiều quân sĩ cùng cường giả tự động báo danh, một cái 300 vạn đại quân danh sách rất nhanh truyền ra, trình báo cái này đội cảm tử thống soái rõ ràng đều là mấy cái rất nổi danh cường giả. Kha lộng ảnh y phiêu phiêu tiểu ưng vương cuồng bất ngờ. Thanh đế nhìn thoáng qua danh sách về sau, ánh mắt nhìn về phía lân hậu nói, lân hậu người cái này tôn nữ quả nhiên là kỳ nữ, bậc cân quắc không thua đấng mày dâu a lại để cho đảm nhiệm đội cảm tử thống soái nếu không tự nàng làm chủ soái y phiêu phiêu tiểu ưng vương cuồng bất ngờ làm phó soái như thế nào. Chương 1883, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Lộng Ảnh, Lân Hậu hơi biến sắc mặt, Kha Lộng Ảnh thế mà chủ động mời chiến nguy hiểm như thế nhiệm vụ, nàng đây là điên rồi sao Lân Hậu những người khác không quan tâm, duy chỉ có quan tâm Kha Lộng Ảnh. Nàng là làm kết thân tôn nữ đối đãi, Kha Lộng Ảnh thiếu một cái lông tơ nàng đều hội giận tím mặt, Ai mặt mũi cũng sẽ không cho trực tiếp trở mặt. Vấn đề là vừa rồi chính nàng nói ra phương án, hơn nữa còn chủ động nói để cường giả quân đội chính mình xin chiến, Kha Lộng ảnh xin chiến, chẳng lẽ nàng còn nói không thể đây không phải tự đánh mặt của mình sao? Ngụy Thiên Vương cũng một mặt đắng chát, gần nhất Cửu Dương Quân ra hai cái thiên tài, lại không nghĩ rằng hai cái này thiên tài đều chính mình xin chiến y phiêu phiêu thân phận mặc dù che giấu, nhưng thanh đế khẳng định biết rõ. Thanh đế cái này rõ ràng là cố ý để Y Phiêu Phiêu kha lộng ảnh tiểu Ưng Vương đi chịu chết a. À. Chủ yếu vấn đề trong này còn có một cái Cuồng gia trưởng lão. Thanh đế nói dứt lời sau Cuồng đế thế mà lập tức gật đầu, giống như Lân hậu cùng Ngụy Thiên Vương bọn người mở miệng. Vậy sẽ để Thanh đế bọn người nắm được cán, về sau các loại chế nhạo trào phúng phản kích. Thanh đế nhìn Lân hậu cùng Ngụy Thiên Vương một chút, phi thường quả nhiên mở miệng nói, đã hai vị không có ý kiến, vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Mấy cái này đều là đại nghĩa chi sĩ, nên khen thưởng ta liền đem của ta thanh hồn châu lấy ra, chư vị cũng cầm ta bảo vật ban cho các nàng đi. Thanh hồn châu, lân hậu cùng ngụy Thiên Vương càng khó nói cái gì, cái này thanh hồn châu thế nhưng là hồng mông linh bảo, phòng ngự công kích linh hồn cấp cao nhất bảo vật, bảo vật này chống cự minh khí xâm nhập cũng có phi thường lớn đến tác dụng. Viêm đế xuất ra một cái tấm chắn, cuồng đế lân hậu ngụy Thiên Vương bọn người nhao nhau lấy ra một chút bảo vật ban cho xuống dưới. Đội cảm tử chính thức thành lập, đương nhiên quân đội xương hô không phải cái này, thanh đế tự mình mệnh danh là thiên hồn quân, ý là thiên địa anh linh, đồng thời các vị đại đế còn tự thân ra mặt là đội quân này tiễn đưa. Cô nàng, người làm sao ngu như vậy? Lân hậu nhìn qua người mặc hỏa hồng chiến giáp, khi khai anh hùng hừng hực kha lộng ảnh truyền âm cảm thán nói. Kha lộng ảnh cười nhạt một tiếng truyền âm tới nói, minh đế sẽ xuất thế, nơi này mấy ngàn vạn quân đội là nhân tộc sau cùng hy vọng, không thể lại tổn thất. Dù sao vẫn cần có người đứng ra, ta là kha gia ưu tú nhất hậu đại, là lân hậu tôn nữ của ngài, ta đều không đứng ra, người khác sẽ còn đứng ra sau lân hậu, lộng ảnh bất hiếu, để ngươi lo lắng. Bất quá ta nhất định sẽ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, còn sống trở về. Lân hậu nhìn qua kha lộng ảnh cặp con ngươi kiên nghị kia im lặng ngưng nghẹt, bên kia ngụy thiên vương vân thiên vương nhìn qua một đầu tóc lục kiệt ngạo bất tuần tiểu ưng vương, cùng một cái toàn thân bao phủ tại trong xương khói như ẩn như hiện nữ tử ngữ trọng tâm trường dặn dò một phen, để bọn hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, tự nhất định muốn nghĩ hết biện pháp còn sống trở về. Kha Lộng Ảnh mang theo Y Phiêu Phiêu tiểu ưng vương cuồng bất ngờ cùng 300 vạn đại quân hướng đông bắc vừa đi, các nàng cần lượn quanh cái vòng lớn đi minh tộc đại quân phía sau. Toàn bộ vào của ta không gian trong thần khí mặt đến. Kha Lộng Ảnh mang theo đại quân rời đi mấy vạn lý khoảng cách về sau, lập tức để đại quân dừng lại. Đại quân đều tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh, không có bất kỳ cái gì kháng cự, bị Kha Lộng Ảnh thu nhập không gian thần khí. Kha Lộng Ảnh ánh mắt nhìn về phía một cái trung niên tướng quân cuồng bất ngờ nói, cuồng bất ngờ người đi phía trước nước thiên bí cảnh ẩn núp, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Ngạch, cuồng bất ngờ mơ hồ nháy nháy mắt, có chút không hiểu được hỏi, Kha Tiểu Thư, cái này. Ai là Kha Tiểu Thư? Kha lộng ảnh gương mặt xinh đẹp thoáng cái trở nên rét lạnh, khiển trách ta là thiên hồn quân thống soái người hẳn là xưng hô ta Kha thống soái còn có. Đây là mệnh lệnh, đừng hỏi cái gì, chấp hành. Tiểu ưng vương ánh mắt nhìn về phía y phiêu phiêu, y phiêu phiêu mơ hồ trên mặt một đôi mắt trở lên rõ ràng, Nàng trong đôi mắt đều là kinh dị, không biết Kha Lộng Ảnh làm cái gì vậy. Cuồng bất ngờ đôi mắt chấp động, có chút minh bạch Kha Lộng Ảnh ý tứ, nhưng Kha Lộng Ảnh là chủ soái, hắn là phó soái, hắn có thể làm sao giống như không nghe theo chủ soái mệnh lệnh, Kha Lộng Ảnh hoàn toàn có thể đem hắn khu trục thậm chí giết chết. Tốt à, vậy chúc Kha thống soái thuận buồm xuôi gió. Cuồng bất ngờ nhanh chóng hướng phía trước mới bay đi, rất nhanh biến mất ở phía xa hư không bên trong, Kha Lộng Ảnh lúc này mới sắc mặt có chút biến tốt quay đầu nhìn về phía tiểu ưng vương cùng y phiêu phiêu nói, áo bá mẫu, tiểu ưng vương, cá nhân ta khuyên các người từ bỏ hành động lần này, việc này ta mang theo đại quân một người đi là đủ. Bá mẫu, y phiêu phiêu trên người mơ hồ sương mù biến mất, lộ ra một tấm tuyệt mỹ mặt, nàng xem ra cùng năm đó cũng không có gì thay đổi, cùng kha lộng ảnh đứng chung một chỗ tựa như tỉ muội Nàng kinh ngạc nhìn qua kha lộng ảnh nói, người gọi ta áo bá mẫu ngươi là tiểu giật bằng hữu Tiểu ưng vương như ưng con người cũng biến thành phá lệ lăng lệ, nhìn chằm chằm Kha Lộng Ảnh, cái sau khẽ mỉm cười nói ân, Giang Giật là bằng hữu của ta, ta đã từng đã cứu mệnh của hắn, hắn đã cứu mệnh của ta. Tiểu ưng vương bừng tỉnh đại ngộ, không người cúi đầu nói, ta còn không có đa tạ Kha Tiểu Thư giữ gìn mặc vũ bí cảnh tri ân đâu. Tiểu ưng vương khách khí, Kha Lộng Ảnh khẽ vuốt cằm, dừng một chút nói ra, ta biết các ngươi tham gia thiên hồn quân nguyên nhân, các ngươi là muốn tìm tìm Giang Giật A à bất quá. Các ngươi cảm thấy các ngươi có thể tìm được hắn sau thời gian một năm hắn cũng chưa chết, cái này chứng minh hắn khẳng định tiềm phục tại nào đó một chỗ. Minh giới lớn như vậy, nhiều như vậy giới diện cùng bí cảnh, các người có thể tìm được các người có thể ẩn núp vào thiên cương giới thiên linh giới bên trong sao giang giật đã còn sống, trễ như vậy sớm có một ngày hội trở về, sở dĩ các người đi tìm hắn không có ý nghĩa. Kha tiểu thư, người sai. Tiểu ưng vương đột nhiên nói tiếp mở miệng nói, ta tham gia thiên hồn quân không hoàn toàn là vì giang giật, ta là vì đột phá, vì tăng lên chiến lực, vì quân công cùng danh lợi, đây là lựa chọn của ta, mời tôn trọng lựa chọn của ta. Kha lộng ảnh có chút kinh ngạc nhìn tiểu ưng vương, nàng vẫn là một lần thấy có người như thế không che giấu nội tâm ý nghĩ, liền làm danh lợi nói hết ra, nhưng nàng nghe được một điểm không khó chịu, bởi vì tiểu ưng vương lời nói phi thường chân thành cùng thuần túy, không có chút nào giả mạo, dạng này ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Y phiêu phiêu vuốt vuốt mái tóc, cũng mở miệng, kha tiểu thư, ta nhất định phải đi, năm đó ta rời đi tiểu giật lúc tại bộ ngực hắn gieo một giọt chúng ta mị ảnh tộc thần tộc tinh huyết, sở dĩ nếu như ta rời đi hắn gần lời nói, ta phóng thích một loại bí thuật có thể đại khái cảm ứng được phương vị của hắn. Tiểu giật sau khi sinh, ta liền không có gặp qua hắn, ta bị trấn áp tại thánh linh sơn dưới, ta cố gắng tu luyện, ta bốn phía thuần hóa hỗn độn thú, tăng lên chiến lực chính là vì tìm hắn, vì gặp hắn. Giờ phút này hắn thân ở ma quật, lúc nào cũng có thể chết đi, làm mẫu thân ta làm sao có thể không đi tìm hắn đâu. Nói nói, y phiêu phiêu một đôi mắt đẹp bên trên đã sương mù tràn ngập, trên mặt nàng đều là vô tận tưởng niệm cùng ấy náy. Kha lộng ảnh nhìn mấy lần về sau, khe khẽ thở dài nói, tốt ra, à, đã các ngươi quyết định, chúng ta liền đi đi thôi, chúng ta chuyển hướng đi vùng Đông Nam, lại đường vòng đi thiên linh giới. Vùng Đông Nam, tiểu ưng vương nhướng mày nói, chúng ta trước kia không phải nói theo Đông Bắc bên cạnh đi vòng qua sao thanh đế cũng nói theo Đông Bắc bên cạnh an toàn một chút ra, à, mặt khác không mang theo cuồng bất ngờ cùng đi. Ha ha, Kha lộng ảnh một bên hướng phía trước mới bay đi, một bên đùa cợt nói ra, năm đó diệt ma đại đế là thế nào chết lưu lại một cái cuồng gia trưởng lão tác dụng cũng không lớn, ngược lại còn muốn đề phòng hắn. Vạn nhất bị hắn đổi chác, chúng ta đều chết không có chỗ chôn. Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận, vận mệnh của chúng ta. Chính chúng ta nắm giữ, chương 1884, thần thông quảng đại. Báo, tại Kha lộng ảnh bọn hắn mời vừa rời đi 10 cái canh giờ, minh giới đại quân lần nữa đuổi theo tới, Thanh đế biết được tin tức sau chỉ có thể triệu tập mấy trăm vạn quân đội lần nữa khai chiến ngăn chặn Minh giới đại quân để nhân tộc đại quân rút lui vẫn là giống như lần trước Minh cổ bên kia cường đại Minh vương ở một bên quan chiến Thanh đế bọn người ở tại một bên khác đứng thẳng ở giữa thì là kia mấy trăm vạn nhân tộc đại quân cùng Minh giới quân tiên phong đội chém giết loại này đại chiến thảm thiết nhất song phương đều không có bất kỳ cái gì lưu thủ không phải người chết chính là ta sống Minh tộc cùng nhân tộc thù hận quá sâu không cách nào điều hòa, song phương tao ngộ liền là tử chiến. Minh giới xuất chiến chính là minh tộc, mấy lần khai chiến minh cổ đều rất ít phái hoàng tộc xuất chiến, dù sao đối với minh giới tới nói minh tộc là vô cùng vô tận, minh nguyên bên trong mỗi thời mỗi khắc đều đang sinh ra minh tộc, căn bản giết không hết. Nhân tộc cường giả so minh tộc mạnh hơn một chút, thường thường một cái nhân tộc cường giả chết đi đều có thể chém giết hai cái minh tộc, nhưng minh cổ một điểm không đau lòng a. À. Ngược lại thanh đế bọn người phi thường đau lòng dù sao lần này xuất chiến đều là nhân tộc tinh anh minh tộc đây là cầm cấp thấp minh tộc đổi nhân tộc tinh anh bên này thua thiệt lớn tinh anh khó khăn nhất bồi dưỡng thanh đế bọn người trơ mắt nhìn xem từng cái tinh anh từng cái cường giả chết đi nhưng không có biện pháp gì chỉ có thể chờ đợi kha lộng ảnh các nàng hoàn thành nhiệm vụ chờ minh giới đại quân thối lui một canh giờ hai canh giờ tại sáu bảy thời thần trôi qua về sau nhân tộc bên này mấy trăm vạn đại quân đã chết đi trăm vạn thanh đế xem không sai biệt lắm không muốn cùng minh giới tiếp tục liều mệnh, chuẩn bị xuống đạt mệnh lệnh rút lui. Hưu, đúng lúc này, phía tây chân trời phóng tới một đạo màu đen lưu quang, kia lưu quang tốc độ quá nhanh, phi thường kỳ dị, đưa tới thanh đế đám người chú ý. Ân, tại một đoàn hắc vụ bên trong ẩn núp minh cổ phát ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin, hắn đánh ra một đạo hắc vụ bắn vào lưu quang, rất nhanh liền giận tím mặt. Thiên cương thành bên kia minh vương đưa tin đến đây, từng tại thiên linh thành đổ thành mấy cái yêu tộc nhân tộc xuất hiện lần nữa, tại huyết tẩy thiên cương thành. Thiên cương thành là minh giới một cái vô cùng trọng yếu căn cứ, bên trong còn có rất nhiều hoàng tộc cùng vô số minh tộc, nhưng không có quá rất mạnh người. Mấy cái kia nhân tộc yêu tộc thực lực cường hoành phi thường, còn có một cái phong đế cấp cường giả, giống như bị bọn hắn loạn giết xuống dưới, sợ là toàn bộ thiên cương giới hoàng tộc cùng minh tộc một người cũng không còn. Minh cổ đại nhân, làm sao bây giờ? Còn lại minh vương luống cuống, hậu phương xảy ra vấn đề kia là vấn đề lớn, giống như bọn hắn không rảnh để ý, mấy cái kia nhân tộc cường giả yêu tộc đồ thiên cương giới lại đi còn lại giới diện, cuối cùng đánh tới minh giới hủy đi minh nguyên, kia minh giới căn cơ liền muốn hủy. Giống như hồi viên, kia muốn làm sao hồi trở lại. Là điều bộ phận cường giả trở về vẫn là toàn bộ rút quân giống như toàn bộ rút quân thanh đế bọn người liền có thể nhẹ nhõm trốn về thiên hồng giới, nhưng giống như rút lui một nửa, lại sẽ để cho thanh đế bọn người nắm lấy cơ hội bị cắn ngược lại một cái. Minh cổ trầm mặc một lát, dứt khoát hạ lệnh, để nhân tộc bên kia rút đi lại nói, sau đó chúng ta toàn quân hồi viên, phải tất yếu đem đổ sát chúng ta con dân mấy cái kia yêu tộc nhân tộc chém giết. Minh giới tuyệt đối không thể sai sót, kia là minh tộc căn cơ, bên này mặc dù từ bỏ truy sát có chút đáng tiếc, nhưng minh đế lập tức sẽ xuất thế, nhân tộc sớm muộn đến hủy diệt, thả bọn họ đi lại như thế nào. Giang giật bọn người rất đáng hận, hơn nữa còn có thể nhẹ nhõm tiềm phục tại minh tộc khống chế giới diện bên trong, Minh Cổ cảm thấy trước hết xử lý bọn hắn. Nếu không bên này cho bọn hắn giết thoáng cái, bên kia đồ cái thành, Minh tộc một ngày đều không được an thân. Minh Cổ rất thông minh, không có lập tức rút quân, tránh cho bị Thanh đế mang binh bị cắn ngược lại một cái. Thanh đế bên kia đợi một hồi gặp bên này không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ có thể xuất thủ trấn nhiếp Minh tộc, sau đó mang theo nhân tộc đại quân nhanh chóng rút lui. Báo, Thanh đế mang theo đại quân rút lui vạn lý về sau, một cái đao ra phụ trách tình báo trưởng lão hướng thanh đế bọn người bay tới, một gối quỳ xuống hành lễ nói, bốn vị đại đế, chư vị đại nhân, vừa mới thu được trinh sát truyền báo, minh giới đại quân lui, mà lại là toàn bộ đại quân cùng một chỗ tại rút lui. Ừ, thanh đế bọn người liếc nhau, ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi, cuồng đế bản năng phản ứng nói, chẳng lẽ kha lộng ảnh bọn hắn bắt đầu công kích hậu phương. Lần hậu bọn người trợn trắng mắt, kha lộng ảnh các nàng mới rời khỏi bao lâu a à mà lại các nàng khẳng định không ngốc đi vòng qua công kích minh giới đại quân hậu trận, ngoại trừ chịu chết bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có phải hay không là kế? Ngụy Thiên Vương cao mày, minh giới tốt như vậy cục diện, làm sao có thể thối lui minh cổ cũng không phải ngu xuẩn. Thanh đế nghĩ nghĩ khoát tay nói, để trinh sát tiếp tục dò xét, đoán không có cái gì ý nghĩa, cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Lần hậu bọn người nhẹ gật đầu, tiếp tục mang theo đại quân hướng trước rút lui quân đội đuổi theo. Trinh sát bên kia không ngừng truyền về tin tức, Minh giới đại quân hoàn toàn chính xác tại rút quân, bất quá ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Minh cổ đi theo Minh đế lâu như vậy, biết rõ kỳ mưu chiến thuật, vạn nhất là kế, nhân tộc đại quân tự nguy hiểm. Báo, tại thanh đế đám người đuổi theo trước mặt đại quân về sau, trinh sát bên kia đưa tin còn tại cho thấy Minh giới tại triều thiên cương giới phương hướng thối lui. Thanh đế bọn người triệt để không bình tĩnh, giống như Minh giới lại tiếp tục rút lui lời nói, song phương hội càng ngày càng xa, đến lúc đó nhân tộc bên này liền có thể nhẹ nhõm trốn về thiên hồng giới. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, hắn đều muốn có chiến lược mục đích, mà minh tộc chiến lược mục đích đều là muốn đem nhân tộc đại quân hủy diệt, rõ ràng cùng cái này tổng chiến lược tương phản, minh cổ thật chẳng lẽ hào tâm như vậy phóng nhân tộc bên này rời đi. Để trinh sát bên kia cưỡng ép bắt mấy cái hoàng tộc, tra hỏi ra tình báo, không tiếc bất cứ giá nào biết rõ ràng minh giới vì sao rút quân. Thanh đế hạ một cái mệnh lệnh, hắn biết rõ mệnh lệnh này thoáng cái, lại có rất nhiều trinh sát chết đi, nhưng hắn nhưng lại không thể không biết rõ ràng minh giới rút quân nguyên nhân, cái này quá trọng yếu. Sau năm canh giờ, minh giới còn tại rút lui, điều này nói rõ minh giới là thật tại rút quân, không phải mà tính toán. Trinh sát quân bên kia cũng truyền về tin tức, trinh sát bộ đội dòng giã chết trận hơn một vạn người, mới đến một cái quý giá tin tức thiên cương giới xảy ra chuyện, thiên cương thành bị diệt rồi, sở dĩ minh giới rút quân hồi viên. Tin tức chỉ có ngần ấy, đây là bắt được mười mấy cái hoàng tộc mới đến tin tức, dùng hơn một vạn đầu sinh mệnh đổi lấy. Tin tức chân thực tính không cần hoài nghi, đây là cưỡng ép siêu hồn đạt được, thanh đế bọn người nhận được tin tức sau toàn bộ đều cảm thấy lẫn lộn, kha lộng ảnh các nàng không có khả năng có tốc độ nhanh như vậy a à. nơi này cách ly thiên cương giới rất xa, coi như một đường thông suốt, nghĩ bay đi thiên cương giới không có một ngày là không thể nào, mà mới trôi qua tiểu nửa ngày thời gian. Thiên cương thành bị ai đồ minh giới không có khả năng nội loạn, vậy chỉ có thể là nhân tộc cùng yêu tộc. Chẳng lẽ là giang giật, lần hậu nghĩ đến một cái có thể, ngoại trừ giang giật bên ngoài nàng nghĩ không ra bất luận kẻ nào, cuồng hổ vân băng đám người linh hồn ngọc giản một mực không có vỡ, điều này nói rõ cuồng hổ bọn hắn còn sống, giang giật khẳng định cũng còn sống. Có thể tại minh tộc khống chế giới diện ẩn núp một năm, giang giật rất có thể có được tới lui tự nhiên thần thông, sự thật chứng minh giang giật hoàn toàn chính xác thần thông quảng đại, nếu không cũng không thể nhẹ nhõm lẫn vào thiên hồng giới mang đi cuồng hổ đám người. Không được, lân hậu đột nhiên kinh hô lên, minh tộc đại quân đều hồi viên, kha lộng ảnh y phiêu phiêu tiểu ưng vương bọn hắn còn đi thiên linh giới thiên cương giới, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao. Người tới, lân hậu vội vàng hạ lệnh, lập tức tìm kiếm thiên hồn quân, để các nàng lập tức trở về đến, ngàn vạn không thể lại đi thiên linh giới cùng thiên cương giới. Trường 1885, Huyết Mạch Cộng Minh Trinh sát có thể tìm đến Kha Lộng Ảnh sao? Đáp án là phủ định, bởi vì Kha Lộng Ảnh cải biến tuyến đường hành quân, nguyên bản thanh đế để Kha Lộng Ảnh mang binh theo đông bắc bên cạnh đi vòng qua, Kha Lộng Ảnh lại cải biến phương hướng theo vùng đông nam đi vòng qua. Điểm trọng yếu nhất, Kha Lộng Ảnh tốc độ của các nàng thật nhanh. Kha Lộng Ảnh là ngụy đế cấp, Tiểu Ưng Vương cùng Y Phiêu Phiêu là phong vương cấp, theo lý tới nói tốc độ không nhanh. Bất quá Y Phiêu Phiêu thuần hóa hồng mông cấp hỗn độn thú bên trong có một cái vô ảnh điều, cái này hỗn độn thú là thượng cổ dị trùng, tốc độ có thể so sánh đao nô, năm đó ngụy thiên vương mang theo mấy cái thiên vương hao tốn rất nhiều ngày thời gian mới thành công vòng vây bên trên kích thương sau bị y phiêu phiêu thuần hóa y phiêu phiêu còn có một loại phi thường lợi hại hỗn độn thú gọi trùng hoàng cái này trùng hoàng có thể vô hạn phân hóa ra một loại tiểu côn trùng những này tiểu côn trùng lực công kích không mạnh duy nhất ưu điểm liền là số lượng nhiều tốc độ phi hành nhanh y phiêu phiêu cùng kha lộng ảnh tiểu ưng vương cưới vô ảnh điều một đường để trùng hoàng chia ra vô hạn tiểu côn trùng dò xét tình huống chung quanh Bốn phía có bất kỳ minh tộc cùng nhân tộc trinh sát đều sẽ trước tiên phát hiện, sau đó cải biến phi hành lộ tuyến, tránh đi những này trinh sát. Kha lộng ảnh sợ nhân tộc bên này có phản đồ, đổi chắc các nàng, để y phiêu phiêu tao ngộ nhân tộc trinh sát sau lập tức tránh đi, sở dĩ mặc dù lân hậu hạ lệnh, nhưng không có bất kỳ cái gì trinh sát có thể tìm tới y phiêu phiêu các nàng. Kha lộng ảnh mục tiêu là thiên linh giới, bởi vì các nàng quân đội cùng cường giả quá ít. Thiên linh giới bị viêm đế huyết tẩy một lần, một chút thành chỉ bị san thành bình địa, Bên trong cường giả cơ hồ bị diệt. Các nàng mang theo 300 vạn quân đội đi vào, nhẹ nhóm có thể huyết tẩy toàn bộ thiên linh giới. Chỉ cần huyết tẩy mười mấy cái thành trì, nhiệm vụ lần này liền xem như hoàn thành, đến lúc đó lại nghĩ làm sao thoát đi sự tình. Hưu, vô ảnh điều danh tự là có tồn tại, con chim này cũng không lớn, chỉ có dài 30 trượng, so sánh còn lại hồng mông cấp hỗn độn thú là tương đối nhỏ. Nó toàn thân lông vũ là màu trắng, tốc độ quá nhanh, lúc phi hành trên thân lại có yếu ớt chảy quang lưu chuyển cho nên sẽ cho người ta một loại giả tưởng, giống như là một đạo bạch quang xẹt qua bầu trời, thường thường ảnh tử đều không nhìn thấy. Vô ảnh đều phụ cận bay múa một đám hạt gạo lớn côn trùng, cái này côn trùng tốc độ cùng vô ảnh đều không sai biệt lắm, đem phương viên trăm dặm không gian đều che đậy, thoạt nhìn như là một đám châu chấu bay qua, bình thường trinh sát căn bản là không có cách phát hiện bên trong kha lộng ảnh bọn người, thậm chí đều không thể tới gần. Kha lộng ảnh cùng tiểu ưng vương xếp bằng ở vô ảnh đều trên lưng, hai người tóc áo bảo bị cuồng phong thổi đến bay phất phới hai người đều đang bế quan không để ý đến chuyện bên ngoài phi thường tin tưởng y phiêu phiêu y phiêu phiêu đứng ở phía trước nàng dưới chân có một cái phi thường xấu xí đại trùng tử kia côn trùng giờ phút này còn tại không ngừng chia ra tiểu côn trùng y phiêu phiêu có thể thông qua trùng hoàng cùng tiểu côn trùng ở giữa liên hệ dò xét đến phương viên người vạn lý bất luận cái gì động tính nàng một thân bạch bào cũng bị thổi đến bay phất phới con mắt có chút híp nhìn qua phía trước càng hướng phía trước mới bay nội tâm của nàng càng kích động, bởi vì khoảng cách giang giật càng ngày càng gần. Môi của nàng bên trong không ngừng dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì thào, con của ta, mẫu thân tới tìm ngươi, mẹ con chúng ta rất nhanh liền có thể gặp mặt, gặp mặt. Giang giật giờ phút này không có ở thiên cương thành nội, si hồng chỉ cấp hắn ba canh giờ, minh cổ có một cái phi thường cường đại thần thông, có thể tại trong vòng ba canh giờ truyền tống tới, chỉ cần bất kỳ địa phương nào có minh khí, hắn đều có thể truyền tống tới sở dĩ giang giật mang theo thiên phong đại đế bọn hắn chỉ là chu diệt ba canh giờ tự rút lui ba canh giờ đầy đủ thành nội hoàng tộc bị chém giết hơn phân nửa minh tộc tức thì bị chu diệt gần ngàn vạn giang giật đem phượng nghe cuồng hổ bọn người thu nhập thiên hàn châu bên trong để thiên phong đại đế mang theo hắn bay vụt ra hư không bên ngoài trên bầu trời hồng mông cương khí lỗ thủng còn không có khép lại thiên phong quân chủ nhẹ nhõm chạy ra ngoài vẫn quy củ cũ si hồng dò xét thiên phong đại đế mang theo giang giật thoát đi bất quá hướng bên nào trốn giang giật có chút đau đầu. Minh Vương đưa tin, theo đạo lý nói Minh của tuyệt đối sẽ mang binh hồi viên, giống như chỉ lên trời hồng giới thoát đi lời nói, rất dễ dàng tao ngộ Minh tộc đại quân. Minh cổ thần thông quảng đại, giang giật là tuyệt đối không thể cùng hắn tao ngộ, một khi bị phát hiện tuyệt đối trốn không thoát. Sở dĩ giang giật hỏi thăm thoáng cái si hồng về sau, quyết định tìm một cái bí cảnh trước ẩn đi, chờ Minh cổ bọn hắn trước tìm kiếm một trận, danh tiếng qua về sau lại lẫn vào lục soát trong đại quân thoát đi nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất giang giật nghĩ nghĩ quyết định đi thiên linh giới phụ cận cái kia bí cảnh lần trước ở nơi nào ẩn giấu một đoạn thời gian vô cùng an toàn minh tộc iq không phải đặc biệt cao bình thường minh tộc linh trí đều rất thấp khẳng định nghĩ không ra giang giật còn dám giấu đi chỗ cũ bên kia cách ly thiên cương giới rất xa minh cổ dạng này cấp bậc chắc chắn sẽ không bốn phía lục soát nhiều nhất tại phụ cận đi một vòng sau đó tự phái thủ hạ đi tìm kiếm thậm chí liền Minh Vương Đô sẽ không đi bên nào lục soát. Chỉ cần chờ Minh Vương lục soát thoáng qua một cái, Giang Giật liền có thể nhẹ nhóm lẫn vào minh tộc trong đại quân, lại nghĩ biện pháp xoay chuyển trời đất hồng giới. Thiên cương giới ngoại minh tộc không phải rất nhiều, đại bộ phận minh tộc đều đi theo minh cổ đuổi theo giết nhân tộc đại quân, thiên phong đại đế bằng nhanh nhất tốc độ bay đi thiên linh giới, chỉ là hao tốn hạ giới nửa ngày thời gian tựu đã tới cái kia bí cảnh bên trong. Để Giang Giật ngoài ý muốn mà vui mừng chính là, cái kia bị không gian vòng xoáy vây quanh bí cảnh bên trong, thế mà không có nhân thân mà thú minh tộc, có lẽ bởi vì sự tình lần trước, tất cả minh tộc đều rút lui. Không có minh tộc giang giật ngược lại càng an nhàn, hắn tại tiềm ẩn trong trạng thái minh tộc là không phát hiện được hắn. Cho dù có cấp thấp minh tộc vào đây dò xét cũng không quan trọng, chỉ cần không có minh vương tới dò xét. Vạn nhất thật sự có minh vương, hắn có thể cùng thiên phong đại đế giết ra ngoài, lại nghĩ biện pháp thoát đi chính là tu luyện, tìm tới một cái sơn động, Giang giật cũng không tiềm ẩn, trực tiếp ngồi xếp bằng tu luyện. Có si hồng tại bất luận cái gì minh tộc tới gần đều sẽ biết đến, hắn có chút không kịp chờ đợi muốn đem lôi sinh hỏa áo nghĩa thôi diễn ra, nhìn xem phải chăng có thể khống chế hỏa chi nguyên. Giống như có thể khống chế, hắn đem thu hoạch được một loại phi thường bá đạo công kích phòng ngự thủ đoạn. Bí cảnh bên trong không có bất kỳ cái gì minh tộc, nhưng bên trong minh khí vẫn là rất nồng nặc, bên trong đen kịt một màu, an tĩnh làm lòng người sợ thiên phong đại đế tiến vào thiên hàn châu bên trong giang giật một người cô độc xếp bằng ở trong sơn động tựa như một cái ẩn thế lão giả thời gian từng giờ từng phút quá khứ tại giang giật chỉ là thôi diễn mười mấy cái canh giờ hắn đôi mắt đột nhiên mở ra cũng không phải là hắn đem lôi sinh hỏa áo nghĩa thôi diễn hoàn tất mà là tại cái này một viên nội tâm của hắn đột nhiên rung động không thôi loại này rung động tới không hiểu thấu giang giật không nghĩ ra tại sao lại rung động mà lại hắn cảm giác huyết dịch lưu động đều rõ ràng nhanh thêm mấy phần si hồng đại nhân bên ngoài có biến sao hắn nghĩ đến một trận không phải hắn quả truyền âm giống như si hồng hỏi si hồng cũng không có dò xét đến bất kỳ tình huống hỏi ngược lại thế nào bên ngoài rất yên tĩnh a à? ta cũng không biết huyết dịch lưu động gia tốc linh hồn rung động không thôi tựa hồ có cái gì đại sự muốn phát sinh giang giật gãi đầu một cái có chút mơ hồ truyền âm nói si hồng thần thức tại giang giật trên thân quét qua cũng nghi ngờ thì thào người huyết dịch này lưu động hoàn toàn chính xác có chút nhanh cái này tựa như là huyết mạch cộng minh a à, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này huyết mạch cộng minh giang giật thân thể kịch liệt chấn động hắn đôi mắt chuyển động vài vòng thình lình đứng lên hoảng sợ nói chẳng lẽ mẫu thân liền tại phụ cận chương 1886, nghìn quần ma loạn vũ con của ta con của ta thiên linh giới bên ngoài y phiêu phiêu đột nhiên lệ rơi đầy mặt kinh hô không ngừng kha lộng ảnh cùng tiểu ưng vương bị đánh thức hai người nhìn lướt qua y phiêu phiêu đôi mắt lập tức sáng lên tiểu ưng vương vội vàng mở miệng hỏi áo phu nhân người cảm ứng được giang giật y phiêu phiêu thành danh thời điểm tiểu ưng vương ra đời theo địa giới toán pháp tiểu ưng vương cùng y phiêu phiêu là một đời người tiểu ưng vương lúc đầu một mực xưng hô y phiêu phiêu là y tiểu thư bất quá y phiêu phiêu kết hôn sinh con hắn cùng giang giật vẫn là bằng hữu hắn cũng không biết xưng hô cái gì chỉ có thể tùy ý hô áo phu nhân kha lộng ảnh cũng có chút kích động nhìn qua y phiêu phiêu cái sau xoa xoa nước mắt quay đầu lại nói ân ta cảm ứng được tiểu giật hắn tại thiên linh giới biên giới tây nam rời đi cũng không xa ta có thể rõ ràng cảm ứng được biên giới tây nam kha lộng ảnh lông mày nhíu lên giống như giang giật tại thiên linh giới liền tốt các nàng thời gian cấp bách cũng không có thời gian đi tìm giang giật a à. nàng nghĩ nghĩ nói ra chúng ta tiên tiến thiên linh giới đi hoàn thành nhiệm vụ sau lại đi tìm giang giật áo bá mẫu ngươi cho rằng như thế nào y phiêu phiêu tự nhiên là nghĩ trước tiên đi tìm giang giật bất quá kha lộng ảnh là chủ soái nàng đều tỏ thái độ, ngữ khí mặc dù rất huyền chuyển nhưng ý tứ phi thường kiên định, nàng chỉ có thể gật đầu nói, Kha Tiểu Thư nói rất đúng, chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lại đi tìm Tiểu Giật đi. Đi vào, Kha lộng ảnh ánh mắt nhìn về phía xa xa thiên linh giới, đối Tiểu ưng vương hạ lệnh, Tiểu ưng vương nghe nói người có thể phá vỡ hồng mông cương khí đợi lát nữa người dẫn chúng ta đi vào đi, ta mặc dù có thể phá vỡ, nhưng khá là phiền toái. Không có vấn đề, Tiểu ưng vương đằng đằng sát khí nói. Trên người hắn khí thế vô hạn dâng lên, trong đôi mắt băng hàn như sắt, một đầu tóc lục phiêu diêu, khiến người ta cảm thấy giống như một cái bảo kiếm ra khỏi vỏ, để kha lộng ảnh cũng hơi ghé mắt. Tiểu ưng vương khí chất quá đặc biệt, tại địa giới tự phi thường bị các tiểu thư truy phùng, là một cái phi thường có mị lực nam tử. Suy suy, thiên linh giới ngoài có minh tộc ẩn núp, vô ảnh điều khẽ dựa gần tự bị phát hiện, bất quá vô ảnh điều bên ngoài đều là côn trùng, lít nha lít nhít đem vô ảnh điều cho bao phủ. Sở dĩ những cái kia minh tộc chỉ có thể nhìn thấy đầy trời côn trùng bay tới, vô số tiếng quái khiếu vang lên, rất nhiều minh tộc hiển lộ thân hình, hướng bên này vây tới. Hừ, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, một cái lục sắc quang ảnh theo côn trùng bên trong bay ra, tiểu ưng vương biến thân, tốc độ thế mà có thể là so đao lãnh. Sau lưng của hắn vũ rực vỗ, thân thể xông vào minh tộc bên trong, hắn lợi chảo vung vẩy lục quang lấp lánh, mỗi lần huy động đều có minh tộc bị xé nứt, hung mãnh đến không tưởng nổi. Giết, kha lộng ảnh cùng y phiêu phiêu theo côn trùng trong đám đó bay ra ngoài, vô ảnh đều bị y phiêu phiêu thu vào, kia đầy trời côn trùng hướng minh tộc dũng mãnh lao tới. Đám côn trùng này lực công kích không mạnh, nhưng số lượng nhiều lắm, thoáng cái liền đem rất nhiều minh tộc cho vây quanh đi vào, một chút xíu cắn xé. Khác đừng ham chiến, vào thiên linh giới đi. Kha lộng ảnh khẽ kêu tiếng vang lên, tiểu ưng vương lập tức hướng phía trước đâm xuyên mà đi, y phiêu phiêu theo sát phía sau, kha lộng ảnh đoạn hậu, ba người một đường đâm qua, căn bản không có minh tộc có thể ngăn cản. Suy suy, Tới gần hồng mông cương khí về sau, tiểu ưng vương lợi chảo đối hồng mông cương khí chộp tới, nhẹ nhõm xé rách ra một cái thông đạo đâm xuyên đi vào, y phiêu phiêu cùng kha lộng ảnh cũng đi vào theo. Ông, tiến vào thiên cương thành về sau, kha lộng ảnh trong tay không gian thần khí lấp lánh không ngớt, đại quân liên tục không ngừng bị truyền tống ra, kha lộng ảnh thần thức ở phía dưới đảo qua, hạ lệnh toàn quân tách ra, 50 vạn người một quân, riêng phần mình tìm kiếm thành trì đồ sát. Nhiệm vụ lần này thời gian là nửa ngày, Nửa ngày sau cần phải toàn bộ đuổi tới Thiên Linh Thành tập hợp. Giống như tao Ngộ Minh Vương, lập tức hướng Thiên Linh Thành rút lui, không nên chết chiến. Đây là Thiên Linh giới địa đồ, sở hữu tướng quân lập tức chấp hành nhiệm vụ, xuất phát. Vù vù, 300 vạn đại quân tại từng cái tướng quân dẫn đầu dưới, hướng xuống mới bay bắn đi, Kha Lộng Ảnh cũng không dò xét, trực tiếp để đại quân tách ra riêng phần mình khai chiến. Dựa theo nàng suy tính, giờ phút này Thiên Linh giới là không có Minh Vương. Thiên Linh giới Minh Thần đại trận bị viêm đế hủy, Minh Vương đô bị giết, còn lại sở hữu Minh Vương đô tại Thiên Cương giới, lại thế nào có thể có Minh Vương xuất hiện? Kha Lộng ảnh định nửa ngày thời gian cũng là có căn cứ. Dưới cái nhìn của nàng Minh giới đại quân muốn về viện binh ít nhất cũng cần đại nửa ngày thời gian. Cho dù có cường đại Minh Vương gấp trở về ít nhất cũng cần nửa ngày. A à chỉ cần các nàng tại nửa ngày thời gian bên trong rời đi, cái kia hẳn là là an toàn. Nhưng mà Kha Lộng ảnh không biết một cái tình huống. Minh giới đại quân tại các nàng lên đường về sau 20 cái canh giờ tựu rút quân, mặc dù Minh cổ sợ thanh đế đánh lén, không có sử dụng bí thuật trực tiếp truyền tống về đến, nhưng giờ phút này rời đi thiên linh giới cùng thiên cương giới cũng không tính xa. Thiên linh giới không có Minh Vương, điểm này ngược lại là không có sai, cường giả cũng cơ hồ bị viêm đế cho chém giết hơn phân nửa, 300 vạn đại quân chia 6 cái quân đội thế như trẻ tre, nhẹ nhóm chu diệt từng mảnh từng mảnh minh tộc. Kha lộng ảnh cùng y phiêu phiêu tiểu ưng vương cùng nhau, bất quá ba người không có mang bất luận cái gì quân đội, ba người thẳng tắp hướng thiên linh thành bay đi. Thành nội vừa mới tụ tập một chút minh tộc cùng hoàng tộc, còn có hoàng tộc ngay tại một lần nữa tu kiến minh thần đại trận, ba người tự nhiên không khách khí, lao xuống đi mở bắt đầu đổ sát. Ba người sở dĩ không có mang đại quân, là bởi vì y phiêu phiêu có một cái phi thường cường đại hỗn độn thú đại quân. Sòng giã một vạn chiến lực nhưng so sánh phong vương cấp hỗn độn thú, giờ phút này y phiêu phiêu toàn bộ phóng ra, hung tàn đến làm cho Kha Lộng Ảnh đều mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Nhưng so sánh phong vương cấp hỗn độn thú, đều là mấy ngàn vạn năm hồng mông cấp hỗn độn thú, mỗi một cái hình thể đạt đến 300 trượng, một vạn con hỗn độn thú phóng xuất, toàn bộ bầu trời đều bị che đầy. Những này hỗn độn thú tựa như quần ma loạn vũ càn quấy mà xuống, Thiên Linh Thành vừa mới một lần nữa kiến tạo, thoáng cái lần nữa bị san thành bình địa, kiến tạo một nửa minh thần đại trận nhẹ nhóm bị phá hủy. Thiên Linh Thành phụ cần tụ tập mấy chục vạn minh tộc, còn có mười mấy vạn hoàng tộc, tiểu ưng vương cùng kha lộng ảnh như sau sơn mãnh hổ sông đi vào, phiêu phiêu thì cưỡi vô ảnh điều, nàng cần khống chế tất cả hỗn độn thú, nếu có hỗn độn thú có thể bị ma hóa, nàng muốn trước tiên thu vào đi, nếu không đến lúc đó lại biến thành minh nô phản sát bên này. Thiên linh thành phủ cận phương viên ức vạn lý chỗ chỗ khói lửa tái khởi, 300 vạn quân đội như hổ lang, một đường quét ngang. Viêm đế lúc ấy đem cường đại hoàng tộc cùng minh tộc thanh tẩy một lần, cái này 300 vạn quân đội chuẩn bị để thiên linh giới minh tộc triệt để diệt Việt. Vù vù, vô số thành trì tòa thành bên trong, từng đạo hắc quang phóng lên tận trời, thẳng phá thiên tế. Những cái kia nhân tộc đại quân nhìn thấy những này hắc quang về sau, không chỉ có không có nửa điểm suốt ruột, ngược lại không có công kích những cái kia tòa thành, để hắc quang không ngừng lấp lánh. Loại này hắc quang cùng loại nhân tộc đưa tin bí trận, là dùng đến đưa tin cho minh tộc cường giả. Thiên hồn quân nhiệm vụ lần này vốn chính là muốn tại thiên linh giới trắng trợn đồ sát hấp dẫn minh tộc đại quân hồi viên, giờ phút này minh tộc đưa tin cầu viện, bọn hắn tự nhiên vui vẻ không thôi. Thật tình không biết, minh giới đại quân sớm đã rút quân, giờ phút này cách ly thiên cương giới chỉ có 10 cái canh giờ lộ trình. Minh cổ khi lấy được đưa tin sau coi là giang giật đánh tới thiên linh giới, lập tức giận tím mặt, mặc kệ phía sau đại quân, dẫn đầu năm cái phong đế cấp minh vương hướng thiên linh giới bằng nhanh nhất tốc độ cuồng bay mà tới.